trên con đường đầy khó khăn, tôi vẫn không lo sợ. Bước trên con đường tìm giấc mơ mà chẳng thấy lối đi. Biết không xinh đẹp nhiều lắng lo, tôi khóc bao đêm dài. Biết đi đâu tìm màu bức tranh cuộc đời bao khát khao. Tôi hạnh phúc khi đến An Biên, giật mình nhìn thấy nụ cười đổi thay và một ngày mai tự tin quay nhân sắc mai. Nhớ An Biên, nhớ An Biên, và rồi thành công. Chào đón tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi livestream trong buổi tối ngày hôm nay của công ty An Biên Việt Nam. Quý vị thân mến, ngay lúc này đây thì mặc dù mới phát livestream thôi nhưng mà tôi đã nhận được tín hiệu đến từ gần 300 quý vị khán giả đang theo dõi livestream ngày hôm nay, và đó chắc chắn sẽ là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn dành cho các quý vị khách mời sẽ đem tới rất nhiều những sản phẩm dành cho toàn thể các quý vị đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Và nếu quý vị mong muốn nhận được quà đến từ An Biên Việt Nam, hãy comment giúp Hà Thu câu nói tôi sẵn sàng nhận quà, hãy comment ngay câu nói tôi sẵn sàng nhận quà để tất cả chúng ta sẽ đều nhận được quà đến từ An Biên Việt Nam quý vị nhé. Mình cũng comment đúng không ạ? Dạ, Hà Thu sẽ comment tôi sẵn sàng nhận quà. Đã có rất là nhiều quý vị khán giả vào theo dõi livestream ngày hôm nay rồi, và
rất nhiều quý vị khán giả đã sẵn sàng để nhận những món quà đến từ An Bi Việt Nam. Vậy thì không có lý do gì mà ngày hôm nay chúng tôi lại không dành những món quà đặc biệt gửi tới các quý vị khán giả thân yêu của An Bi Việt Nam. Hãy cùng vào xem livestream ngay lúc này và comment tôi sẵn sàng nhận quà để đón nhận những món quà đến từ An Bi Việt Nam quý vị nhé. Và tôi xin được bật mí rằng chưa bao giờ An Bi Việt Nam lại có nhiều quà đến như vậy để gửi tới tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi livestream. Vì vậy, hãy ở lại đến livestream của chúng tôi đến 10 giờ tối nay để cùng đón chờ những món quà bí mật đến từ chủ tịch cũng như là bác sĩ khách mời của chúng ta vô cùng đẹp trai quý vị ạ. Hãy cùng vào xem livestream của Anbi Việt Nam trong buổi tối ngày hôm nay và cùng chờ đón những món quà đến từ Anbi nhé. Và ngay lúc này đây thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều những tín hiệu đến từ các quý vị khán giả đang theo dõi livestream và rất nhiều quý vị đã sẵn sàng để nhận những món quà đến từ Anbi rồi. Tuy nhiên trước khi chúng ta khám phá những món quà đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay, hãy để Hà Thu giới thiệu về hai vị khách mời vô cùng đặc biệt của chương trình. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu đến với chương trình livestream của chúng ta với chủ đề làm đẹp và khởi nghiệp tại nhà. Xin được giới thiệu chuyên gia bác sĩ thẩm mỹ da liễu và tạo hình, bác sĩ Trần Đức Hải. Và xin được cảm ơn bác sĩ Trần Đức Hải đã tới tham gia chương trình ạ. Và xin mời bác sĩ sẽ gửi một lời chào đến các quý vị khán giả. Xin chào tất cả mọi người đã đến với cái buổi livestream của chia sẻ về cái lĩnh vực làm đẹp ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng mọi người chịu khó ở đây nhá. Hôm nay mọi người không chỉ là mọi người nghe về các kiến thức chia sẻ làm đẹp mà mọi người còn ở đây mọi người vừa được kiến thức mà vừa được còn được tranh thủ là mọi người nhận quà nữa. Thế là mọi người tranh thủ nhận quà nhá. Mọi người không nhận quà là bác sĩ đã vừa bác sĩ cũng đã bác sĩ cũng đã comment rồi đúng không ạ? Vâng ạ, ngay lúc này đây thì Thu thấy rất nhiều các quý vị khán giả đã comment là tôi sẵn sàng nhận quà đến từ bác sĩ Hải cũng như là chủ tịch Phạm Thu Phương. Và vị khách mời tiếp theo của chương trình hãy cùng với chúng tôi chào đón chủ tịch hội đồng thành viên công ty Anbi Việt Nam, chị Phạm Thu Phương ạ. Xin chào Hà Thu, xin chào bác sĩ Trần Đức Hải và Phương xin gửi một lời chào trân trọng nhất tới tất cả các anh chị em, các đại lý của Anbi Việt Nam và xin gửi một lời chào nồng nhiệt từ trái tim của mình tới tất cả các khách hàng, những người đang xem trực tiếp livestream trong chương trình Làm đẹp và khởi nghiệp tại nhà do công ty Anbi Việt Nam của chúng tôi tổ chức. Và không biết nói một điều gì hơn thì xin được gửi lời cảm ơn một lần nữa tới Hà Thu và tới bác sĩ Đức Hải ngày hôm nay đã nhận lời tham dự chương trình này. Và cũng xin chúc tất cả chúng ta có một buổi livestream tuy rằng đang ngồi ở nhà thôi nhưng chắc chắn là Phương khẳng định rằng là chúng ta sẽ nhận được rất nhiều giá trị trong cái chương trình ngày hôm nay. Hôm nay thì ai mà nhận được món quà thì đó chính là điều rất là may mắn. Và may mắn sẽ luôn dành cho những người nỗ lực và kiên trì đến những phút giây cuối cùng nhé. Đúng không nào? Vâng ạ, ngay khi mà nghe chị Phương chia sẻ thì đã có rất nhiều các quý vị khán giả comment ạ. Em sẵn sàng nhận quà, chị Phương xinh quá. Đó, rất nhiều các fan hâm mộ của chị Phương đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Có khán giả để comment là bác sĩ đẹp trai quá. Chắc chắn là khán giả này sẽ ngồi xem livestream với chúng ta đến tận cuối của chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì đã có gần 600 các quý vị khán giả theo dõi livestream rồi. Vậy thì có lẽ rằng chúng ta sẽ bật mí cái món quà đầu tiên. Chị Phương đồng ý không ạ? Và gặp bác sĩ Hải đồng ý là chúng ta sẽ cùng bật mí ngay bây giờ món quà đầu tiên dành cho các quý vị khán giả đang theo dõi livestream. Và có lẽ là món quà đầu tiên này thì Thu xin được chúng ta sẽ cùng có một cái chương trình mini game nhỏ đấy ạ, để chúng ta khuấy động cái không khí của chương trình livestream ngày hôm nay với những cái phần quà đặc biệt gửi tới các quý vị khán giả. Và như bác sĩ Hải cũng như là chị Phương có thể thấy trên tay Hà Thu lúc này đây ạ, là một chiếc hộp. Và trong chiếc hộp này của chúng ta có gì ạ? Có những sản phẩm vô cùng đặc biệt của Anbi Việt Nam. Và những sản phẩm này cũng sẽ là những cái món quà gửi tặng cho quý vị khán giả. Nếu như quý vị đoán đúng chính xác những sản phẩm mà chúng tôi bật mí đó là gì. Vâng ạ. Và chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 sản phẩm trong chương trình mini game ngày hôm nay với những phần bật mí đến từ các quý vị khách mời. Và nhiệm vụ của các quý vị khán giả vô cùng đơn giản thôi. Hãy đoán giúp chúng tôi đó là sản phẩm nào. Vâng ạ. Bây giờ là chị với cả bác sĩ Hải dạ. Sẽ là miêu tả. Đúng rồi, chính xác ạ. Mình sẽ mô tả sản phẩm. Giống như chương trình là tăng sao thất bảo. Đúng rồi, chính xác đấy ạ. Hộp quà bí ẩn đúng không? Hộp quà bí ẩn và trong này có rất nhiều phần quà đã gửi tới các quý vị khán giả. Và đó cũng chính là những món quà mà Anbi Việt Nam gửi tới các quý vị khán giả đang theo dõi livestream ngày hôm sau nay đó ạ. Thì các bạn sẽ comment. Vâng ạ. Comment đoán sản phẩm. Chính xác ạ. Đoán sản phẩm. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 sản phẩm. Tuy nhiên trước khi mà chúng ta bắt đầu mini game ngày hôm nay, Hà Thu muốn được thấy sự sẵn sàng đến tới các quý vị khán giả. Có thể comment giúp chúng tôi là sẵn sàng tham gia livestream được không ạ? Sẵn sàng tham gia mini game, sẵn sàng tham gia livestream để tất cả chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay với một phần mini game vô cùng đặc biệt đến từ hai vị khách mời. Và ngay lúc này đây thì đã có rất nhiều các quý vị khán giả sẵn sàng tham gia mini game với chúng ta rồi. Đã có 705 khán giả theo dõi livestream ngày hôm nay. Và như bác sĩ Hải cũng như là chị Phương vừa nãy có dự đoán thì có khoảng 5.000 mắt xem trong buổi tối ngày hôm nay đúng không ạ? Đó, chúng ta sẽ cùng chờ đợi những vị khán giả may mắn trong buổi tối ngày hôm nay sẵn sàng tham gia đây rồi ạ. Rất nhiều quý vị khán giả comment đây rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình mini game đầu tiên trong chương trình livestream ngày hôm nay ạ. Với phần
lựa chọn đầu tiên của chị Phương. Xin mời chị ạ. Dạ, lady first, đúng rồi ạ. Dạ. Chị Phương sẽ đoán giúp Hà Thu. Dạ. Chị Phương nghĩ rằng là khi mà có men ấy thì để một lát nữa trong quá trình mà chúng ta tổng hợp những cái câu trả lời cho nó được gọi là nó được công bằng và chính xác. Thế nên là chị Phương có đề nghị rằng là các chị em sẽ comment số điện thoại cộng với cả câu trả lời của mình, đúng không? Số điện thoại cộng câu trả lời. Đúng không? Thì để một lát nữa khi trong quá trình mà chúng mình tổng hợp ấy, thì chúng mình sẽ biết luôn là cái người nhận quà là số điện thoại nào. Chứ còn chị Phương thấy là nick Facebook thì nghe vẻ tìm nó cũng vẻ hơi bị khó đấy. Dạ, mà lại còn có 800 quý vị khán giả đang theo dõi. Bây giờ là ví dụ như có rất nhiều người mà cùng đoán đúng một tên sản phẩm đó thì sao chị? Thì nhanh nhất và chính xác nhất nhé. Đúng rồi ạ. Nhanh nhất và chính xác nhất. Thì ai, mọi người chịu khó nhanh lên nhá, cố gắng, mọi người phải cố gắng nhanh lên để có thể chúng ta đoán đúng để nhận được luôn phần quà cho mọi người. Ba người nhanh nhất này, chính xác nhất này, chúng ta sẽ comment theo cái công thức là số điện thoại cộng với câu trả lời. Và bộ phận trợ lý của ban tổ chức sẽ căn cứ vào cái màn hình chính của livestream và trợ lý sẽ một lát nữa sẽ công bố cái danh sách những người nhận quà nhá. Dạ. Rồi ok. Chị Phương sẽ bật mí món quà đầu tiên nhé. Trong tay của Phương lúc này là một vật nó nho nhỏ, bé ngắn nhỏ bé ngăn ngắn, và theo chị Phương biết nó sẽ được có nhiều màu sắc, để cho chúng ta lựa chọn nhỏ, bé, ngắn, nhiều màu sắc. Đấy, rồi miêu tả thế thì chị em mới đoán được chưa? Có vẻ hơi khó chị ạ, chưa có ai comment cả. Mọi người comment. Gần 800 mắt xem rồi, chưa có ai dám comment. Đấy nha, chị Phương miêu tả lại. Được không ạ? Miêu tả lại là nó rất là nhỏ này, ngắn này, và nó sẽ có nhiều màu sắc. Nhỏ như có võ. Mà ôi ơi, chị em phụ nữ nhà mình kiểu gì cũng phải có cái này luôn. Chị em nào cũng phải có. Chứng tỏ sản phẩm rất là gần gũi với các chị em. Rất gần gũi. Hãy comment số điện thoại cộng với cả tên sản phẩm mà các chị em đoán để chúng tôi có thể gửi tặng cho các chị em những món quà vô cùng giá trị của An Bi ạ. Đúng rồi. Nào, ba người từ đây. Vâng ạ, ba người đầu tiên thôi ạ. Tí nữa xong bắt đầu là bác sĩ Hải sẽ bỏ cái sản phẩm này của chị ra nhá. Dạ. Đây là một sản phẩm nhỏ mà có võ ạ. Nhớ là chúng ta sẽ comment theo cái cấu trúc là số điện thoại cộng với cả câu trả lời. Vâng, được chưa nào? Ôi đây này, chị Phương thấy có người comment rồi đây này. Đấy. Được chưa nào? Tuyệt vời quá luôn ấy. Này nghe vẻ là chị miêu tả tí nữa. Anh Hải về thì những cái khả năng miêu tả của chị chắc là cũng sẽ hơi kiểu gì bác sĩ Hải cũng hơn chị luôn. Thế này thì chị chắc là không muốn mọi người nhận quà hay sao? Ô, chị muốn mà. Em chưa đoán được sản phẩm nào đâu ạ. Anh cũng chưa đoán được sản phẩm nào. Cái gì nho nhỏ này, ngăn ngắn này, nhiều màu sắc. Mà nó lại còn có võ, còn rất là gần gũi với các chị em. Đã bảo là nhiều màu mà. Đấy. Như kiểu là không muốn người khác nhận quà hay sao? Không, đấy đã ôi chị thấy nhiều người comment lắm. Không mà em biết là chị Phương đang chuẩn bị rất nhiều quà cho quý vị khán giả. Đúng rồi. Từ khi vào trường quay là Thu đã thấy rồi, chắc chắn là ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều phần quà gửi tới cho các chị em đây. Rồi ok, và chị vẫn thấy nhiều người comment lắm rồi đấy. Thế cho nên là chắc là sẽ đổi sản phẩm đúng không ạ? Đúng rồi. Một lát nữa thì mình sẽ tổng kết ạ. Thế bây giờ là tiếp theo là bác sĩ Hải đúng không? Sản phẩm thứ hai ạ. Bây giờ chúng mình sẽ chuẩn bước sang sản phẩm thứ hai nhá. Ê, mọi người xem bác sĩ Hải xem nhá. Rồi, xem để xem khả năng miêu tả này của bác sĩ Hải có hơn chị Phương nhá. Cái sản phẩm gì mà nó vừa tay cầm mọi người ạ? Vừa tay cầm. Còn khó hơn cả chị Phương. Đó. Cái này khó nhỉ, vừa tay cầm mà bây giờ miêu tả cho mọi người sao được cái sản phẩm này là sản phẩm gì ta? Mình có thể miêu tả màu sắc được không ạ? Sao có nhìn thấy đâu màu sắc? Mình có thể nhìn thử. Cho bác sĩ tìm nhìn khoảng 3 giây. Dạ. Tại vì nó là một cái hộp thôi mà. Dạ. Đúng không? Rồi, gửi nhìn thì biết ngay này. Một cái sản phẩm mà không thể thiếu trong cái mùa hè này. Không thể thiếu trong mùa hè. Quá đơn giản. Em đó, phải comment luôn. Comment luôn. Em phải comment để nhận quà. Đúng rồi. Mùa hè à? Số điện thoại cộng sản phẩm đúng không ạ? Dạ. Nếu mà biết được, nhìn một phát là biết được là sản phẩm không thể thiếu trong mùa hè này. Không thể thiếu trong mùa hè. Quý vị nhớ comment số điện thoại cộng sản phẩm ạ. Thì mới là hợp lệ ạ. Chính bác sĩ Hải mới là không muốn nhận quà. Chị nói thật rằng là cái gì mà chẳng cần trong mùa hè, đúng không? Vâng, nhưng mà sản phẩm thực sự cần thiết trong đặc mùa biệt. Hè. Đặc biệt cần thiết nhất trong mùa hè. Đúng rồi. Có nghĩa là những mùa khác thì có thể không cần. Đó, chị ngó vào là chị cũng đoán ra được. Sản phẩm này màu gì hả bác sĩ? Màu gì á hả? Sản phẩm mà nếu mà sử dụng chất kem của nó là nó màu trắng. Chất kem màu trắng, một loại sản phẩm mà có chất kem màu trắng. Sau đó thì lại rất là cần thiết trong mùa hè, phải nói là cần nhất luôn trong mùa hè. Đúng rồi, cần nhất trong mùa hè. Chị đoán được rồi đấy, chị vừa và cũng đang có rất nhiều các quý vị khán giả đoán được rồi ạ. Tuyệt vời quá. Nào các chị em nào, bây giờ là cơ hội sẽ qua đi rất là nhanh, chúng ta phải thật sự là nhanh luôn, comment luôn.
bao gồm là số điện thoại cộng với cả cái câu trả lời của mình. Và có ba bạn nhé, ba bạn trả lời nhanh nhất, đó, nhanh nhất này, đúng nhất này, ban tổ chức sẽ kiểm tra ở trên cái màn hình và sau đó chị sẽ tổng cuối livestream ngày hôm nay mình sẽ công bố luôn ạ. Dạ. Đó. Nhưng mà sản phẩm này rất là dễ rồi đấy. Nếu mà nói một cần thiết nhất trong mùa hè. Cần thiết nhất trong mùa hè. Bác sĩ Hải có dùng không ạ? Mà nó lại còn là một chất cây màu trắng. Rồi thêm một cái yếu tố nữa là để bảo vệ da. À, bảo vệ da. Cả nam cả nữ đều dùng. Đúng rồi, cả nam cả nữ đều dùng được. Đó thì quá dễ rồi đúng không mọi người? Mọi người mau mau comment để nhận cái phần quà này nhá. Rất cực, cái sản phẩm này mình dùng mà cực thích luôn mọi người. Ngay lúc này đây thì Thu thấy rất nhiều quý vị khán giả comment rồi. Comment có lẽ rồi, chúng ta không? Sẽ chuyển sang sản phẩm chuyển thứ ba. Vâng ạ. À, chị Phương à? Chị Phương đúng rồi đấy chị. Chị Phương thích quà này nhất này. Mà chị Phương đoán khó lắm. Em chỉ thích bác sĩ Hải thôi. Ôi giời ơi. Và rất nhiều các chị em cũng comment là thích bác sĩ Hải. Chứ để đừng để hôm nay nhá. Hôm nay chị tuy là nhân vật phụ thôi nhưng mà cũng phải để ý đến chị một tí chứ. À, không ai một chị xinh sản quá. Phẩm thứ ba nhá, sản phẩm thứ ba, đây cũng là sản phẩm mà rất là cần trong mùa hè, rất là cần trong mùa hè, nó tức là sao ta, nó là một cái sản phẩm mà chị Vương rất thích bởi vì là nó có khả năng cấp nước một cách ngay tức thì, cấp nước ngay tức thì luôn đó. Gợi ý thêm một cái nữa là nó cũng sẽ có gọi là gì, xịt đấy, đấy. Nó là một cái dạng sản phẩm dạng xịt, nó sẽ cấp nước ngay tức thì cho chúng ta, cho chúng ta. Và chị Vương rất là thích những sản phẩm này, những kiểu cái trang điểm này xong mình cũng sẽ dùng cái nó để định hình lại cái phần trang điểm của mình này, make up của mình này. Hay là thỉnh thoảng chị đi ô tô mà chị buồn ngủ là chị phải lập tức lôi cái này ra là nó cũng sẽ làm cho mình cảm thấy refresh lại luôn. Đó. Hình dáng của nó như nào hình chị? Dáng à, nó lại dài dài, nó tròn tròn. Nó dài dài tròn tròn, nó là dạng nước, nó là cái dạng lỏng. Đấy, trời ơi miêu tả thế gì nữa. Bây giờ khác mỗi là bây giờ tôi nói luôn đáp án luôn rồi đấy này. Thì đúng không? Nếu mà các tín đồ làm đẹp á mà chị khó mọc cũng chả cần chịu khó làm đẹp đâu, chỉ cần là biết chăm sóc da tại nhà thôi là chị có thể là đoán được ra luôn rồi. Đúng rồi. Đấy thưa các chị em comment đi. Nào số điện thoại với cả tên sản phẩm nào ba người nhanh nhất thôi. Đúng không? Ba người nhanh nhất đó là nhanh nhất này, chính xác nhất này, đó là sẽ nhận được nhá, nhận được quà nhá. Thôi bây giờ chuyển sang bác sĩ Hải nào. Chuyển sang. Mọi người đã đoán đúng được cái sản phẩm mà chị Phương giới thiệu chưa? Vừa tròn vừa dài. Ôi trời. Đã có 3 sản phẩm rồi. Và bây giờ sẽ là cơ hội thứ tư. Cơ hội thứ tư nào các chị em nhá. Ok. Thế thì bây giờ mọi người, bây giờ mình sẽ xem tiếp nhá mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ bốc phải một cái sản phẩm mà mình thấy là khi mà sử dụng cái sản phẩm này là vừa sử dụng cảm giác là cực thích luôn. Có nghĩa là vừa dùng mà có thể là vừa cảm giác hưởng thụ đi ngủ luôn. Vừa dùng mà vừa đi ngủ được. Tức là dùng nó trong lúc đi ngủ thư giãn. Thư giãn kiểu là mình vừa dùng nó vừa thư giãn được luôn. Đó. Mà cái sản phẩm này lại nó thiên về làm sao? Cấp nước. Thiên về cấp nước này. Dùng đó. Vào lúc mà để thư giãn trước khi đi ngủ. Trước khi nghỉ ngơi. Thì em hay dùng chị Phương ạ. Hả? Nhờ. Rất là hay dùng sản phẩm này. Mà dùng xong cảm giác là da sao? Nó căng nó mướt lên. Ôi thích thế nhờ. Đấy. Em tin là chị Phương cũng hay dùng. Chỉ cần nó là da đẹp như thế thôi. Đó. Đấy, rất là đúng không? Bây giờ chỉ cần dữ liệu như thế thôi, xem là mọi người xem có ai đoán được không mọi người? Nào bây giờ mọi người đoán đi xem nào. Đoán đi. Ôi, bác sĩ Hải công nhận đây khả năng là cơ hội thứ tư rồi miêu tả rất là tuyệt vời nhỉ. Bây giờ các chị em phải phát huy khả năng của tưởng tượng đúng không? Đó. Và phải comment rất nhanh nữa. Dung tưởng tượng. Bởi vì chúng tôi sẽ chọn ra 3 vị khán giả may mắn nhất, nhanh nhất. Ok ok. Đấy, em vừa ấy miêu tả thế mà hai người ở bên cạnh đã đoán được rồi. Thế thì trời ơi. Rất là đơn giản. Dạ. Sản phẩm này vô cùng đơn giản và dễ đoán. Quan trọng bây giờ là ai comment nhanh hơn thôi ạ. Và đây có này, rất đây nhiều này. Quý vị khán giả comment đây rồi ạ. Ồ rất là nhiều luôn đấy. Chúng ta chỉ còn một cơ hội cuối cùng thôi ạ. Có một bạn comment kiểu gì là comment số điện thoại cộng với cả bác sĩ đẹp trai. Đây tôi chết. Chân định tặng quà cho bác sĩ ạ. Đấy, comment số điện thoại cộng với sản phẩm. Comment khen bác sĩ đẹp trai với chị Phương xinh gái. Không ai comment khen MC cả. Rất là buồn. Ngồi bên cạnh hai khách mời. MC xinh như thế này mà mọi người không khen hả? Bác sĩ thì xấu trai nhất ở đây này. Xấu gái nhất ở đây. Bác sĩ là đẹp trai nhất ở đây ạ. Và chúng ta chỉ còn một sản phẩm cuối cùng thôi ạ. Một cơ hội cuối cùng dành cho các quý vị khán giả. Và xin được mời chị Phương ạ. Chị Phương ạ. Rồi. Người đảm nhận trọng trách vô cùng quan trọng. Trọng trách cuối cùng à. Sao lần nào mình cũng bốc phải cái tròn và dài là như nào nhỉ? Một cái sản phẩm này nữa thì là nó về hình dạng thì là nó có màu đen. Đó, đầu đây là màu sắc là màu đen.
nó dài dài, nó thon thon, nó tròn tròn, và bật mí rằng là đây là một sản phẩm mà sẽ chăm sóc cho đôi mắt của chúng ta trở nên đẹp hơn, rồi là trẻ trung hơn. Đấy, thôi đấy, chị Phương miêu tả thế thì quá là kỹ rồi nhở, đúng không? Cho người khác sản phẩm luôn đấy. Hôm nay ở đây là gần như là gì, hoàn toàn là Tâm Thái là muốn cho đi thôi, để các chị em có thể thật là vui khi mà tham gia cái live stream này. Nhắc lại một lần nữa là sản phẩm này là bên ngoài nó có màu đen này, nó dài dài này, tròn tròn này, lần nào mình tròn với dài. Sau đó thì một cái loại sản phẩm này nó sẽ chuyên về chăm sóc cho đôi mắt. Đấy, đấy nhá. Như cái sản phẩm quá này tuyệt giá vời trị luôn. Dạ. À, cực kỳ là giá trị luôn. Cực kỳ giá trị luôn. Đó. Quý vị nhớ comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với cả tên sản phẩm để chúng ta trở thành những vị khán giả may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay, nhận được món quà đến từ bác sĩ Hải đẹp trai và chị Phương xinh gái. Dạ, và đã có rất nhiều quý vị khán giả đang comment rồi. Với chúng ta đã có 1.400 khán giả theo dõi livestream ngày hôm nay. Và chắc chắn rằng là trong số những vị khán giả đang comment này thì chúng ta cũng sẽ tìm được ra những vị khán giả may mắn, bởi vì Thu thấy là rất nhiều đáp án chính xác đây rồi. Quan trọng là vị khán giả nào comment nhanh nhất. Và cuối chương trình livestream ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ công bố kết quả những vị khán giả may mắn nhất trong chương trình nhận được những phần quà đến từ Anbi Việt Nam. Vì vậy hãy ở lại đến cuối chương trình livestream ngày hôm nay cùng với chúng tôi quý vị nhé. Còn ngay bây giờ đây thì Hà Thu xin được bật mí thêm một món quà nữa. Không biết là quý vị có muốn nhận quà đến từ chị Phương và anh Hải không? Tôi tin rằng là với rất nhiều những comment như thế này thì chắc chắn là quý vị mong chờ chúng ta sẽ có thêm nhiều những phần quà khác gửi tới các quý vị khán giả. Vậy thì ngay bây giờ đây Hà Thu sẽ được bật mí thêm một món quà nữa dành cho những vị khán giả có câu hỏi hay gửi về chương trình. 5 câu hỏi ngẫu nhiên mà các quý vị gửi về cho bác sĩ Hải và chị Phương sẽ được chúng tôi lựa chọn để gửi tới những món quà đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Vì vậy, ngoài việc là chúng ta comment để nhận quà đến từ chương trình mini game này, quý vị cũng hãy tích cực comment những câu hỏi gửi về cho bác sĩ Hải và chị Phương để chúng tôi có cơ hội được trao những giá trị đến cho các quý vị khán giả đang theo dõi livestream ngày hôm nay, cũng như gửi tặng các quý vị những món quà đến từ chương trình ạ. Còn ngay bây giờ đây, thật đấy, ngày hôm nay rất là nhiều quà nhé. Tôi đã bật mí thì INB Việt Nam ngày hôm nay chuẩn bị rất nhiều những phần quà hấp dẫn dành cho quý vị khán giả đang theo dõi livestream. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu với chương trình talk show ngày hôm nay cùng với hai vị chuyên gia của chương trình. Và chúng ta xin được giải câu hỏi đầu tiên dành cho bác sĩ Hải đẹp trai. Nói đẹp trai xấu hổ quá. Vâng ạ, bác sĩ Hải nghĩ như thế nào về cái nhu cầu làm đẹp của các chị em phụ nữ hiện nay ạ? Về nhu cầu làm đẹp của các chị em phụ nữ hiện nay thì thực ra thì mình thấy nhá, như mình thấy hay là bản thân mình trong cái thời gian mà bắt đầu bước vào cái ngành làm đẹp này, hay là cũng như là mình cũng chả cần mình phải là bác sĩ đâu, mà mình đứng ở một cái góc nhìn là một người bình thường thôi, một người bình thường trong cuộc sống trong xã hội này, thì mình thấy rằng cái nhu cầu làm đẹp bây giờ là một nhu cầu tất yếu và thiết yếu. Đó, tại sao lại tất yếu và tại sao lại thiết yếu? Mọi người thấy rằng cái xã hội của chúng ta càng ngày càng phát triển, đúng không ạ? Đúng rồi. Và chất lượng cuộc sống của chúng ta thì càng ngày càng được nâng cao hơn. Đó, và con người chúng ta thì luôn luôn hướng đến những cái gì tốt đẹp nhất, những cái gì gọi là chân thiện mỹ, đúng không ạ? Đó, và đặc biệt là các chị em, đúng không? Ở đây có ai hay chị có ai muốn xinh hơn không? Có. Ai cũng mong muốn mình xinh hơn, mong muốn, đúng không? Chính xác. Đó, thì thực ra đẹp thì sẽ tạo ra sự tự tin, đúng không ạ? Sự cân bằng về mặt tâm lý, đúng không ạ? Và nếu mà nói ví dụ về cái mặt tâm lý thì mọi người cũng thấy rõ rồi, đúng không? Cái việc mà khi mà mình mà ví dụ như khi mà mình có một cái vấn đề gì đó mà chỉ cần ai trêu đùa thôi, đúng không, chỉ là trêu đùa thôi, nhưng mà tự nhiên mình cũng cảm giác là mình bị nghĩ về nó đấy. Hay là đẹp tạo ra sự tự tin. Tự tin là như thế nào? Khi mà chúng ta đẹp thì chúng ta sẽ tự tin hơn trong cái việc giao tiếp trong công việc này, trong cuộc sống này, và trong tất cả những thứ xung quanh chúng ta. Đó, thì những cái đó thì mọi người sẽ thấy là nếu mà chúng ta như thế thì chúng ta đã thành công rồi, đúng không? Chúng ta đã thành công và chúng ta sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn. Thì mọi người thấy rằng nếu mà đẹp, đúng không? Đẹp thì làm sao? Đẹp thì thứ nhất là về công việc tốt hơn này. Đó, cuộc sống của ta, chúng ta cũng tốt hơn này. Chúng ta nhiều cơ hội đúng hơn. Đúng rồi, chúng ta vui vẻ, hạnh phúc hơn. Đó, và cuộc sống như thế thì đúng không? Viên mãn, đúng không? Ai cũng mong muốn. Đúng rồi. Dạ. Đó, thì thế nên là mọi người thấy rằng nó bây giờ nó sẽ là một cái nhu cầu tất yếu và thiết yếu của mỗi chúng ta rồi. Đó, thì không biết là chị Phương chị thấy thế nào ạ? Vâng ạ, nhu cầu làm đẹp của chị Phương như thế nào ạ? Chị Phương rất là đồng ý với cả bác sĩ Hải. Thì hiện tại thì chúng ta đang sống, thực ra nó không phải là chỉ là thế kỷ mới, mà từ ngay xa xưa thì cái việc là chúng ta có được một cái vẻ đẹp
nó cũng đã mang lại rất nhiều những cái gọi là những cái cảm hứng thi ca này, văn thơ này và rất nhiều điều tuyệt vời. Và người phụ nữ thì luôn luôn là cái nguồn cảm hứng cho rất là nhiều cái sáng tác, đúng không nào? Hiện tại thì như bây giờ trong công việc của chúng ta thì chị Vương cũng đã từng chia sẻ với rất là nhiều các chị em khán giả ở trong ngay trong chính AMBI Việt Nam, thì khi bất cứ một cái mối quan hệ nào thì hầu như là người ta sẽ dùng 3 giây đầu tiên là để nhìn cho chúng ta xem chúng ta ra làm sao. Rồi chưa cần biết chúng ta nói cái gì, chưa cần biết chúng ta trình bày cái điều gì, chưa cần biết rằng là chúng ta đang thể hiện cái điều gì, thì 3 giây đầu tiên là việc chúng ta đang gây ấn tượng đối với đối phương bằng cái vẻ đẹp bên ngoài của mình. 3 phút tiếp theo là người ta sẽ lắng nghe cái giọng nói của chúng ta, nó có truyền cảm hay không, có đi vào lòng người hay không. Sau đó thì bắt đầu mới nói đến cái nội dung mà chúng ta truyền đạt, đúng không nào? Chính vì vậy mà cái việc mà khi chị em có một cái vẻ đẹp bên ngoài, chị Vương đánh giá đó chính là một cái gọi là ưu thế hơn rất là nhiều. Và thứ hai là trong đời sống gia đình thì thực sự là giàu bì vì bạn, sang vì vợ, đúng không nào? Nếu như mà người bạn đời của mình đẹp này, mình sang trọng, chắc chắn là chồng của mình luôn luôn tự hào và đi đâu cũng mong muốn là mang mình đi theo. Đấy, còn chưa kể nói về phong thủy thì người ta nói rằng phụ nữ lại chính là có thể nói rằng là phúc đức thì tại mẫu. Người phụ nữ đóng một cái vai trò rất là tuyệt vời trong gia đình. Và người phụ nữ đẹp kể cả về sắc diện, kể cả về tâm hồn, rồi là về đạo đức phẩm chất, thì đó chính là một cái, chị Vương đánh giá đó chính là một cái hạnh phúc, một cái phúc cho cả một gia đình luôn. Về hiện tại trong khi làm việc bây giờ thì cuộc sống nó rất là, cái guồng quay của cuộc sống thì nó rất là nhanh. Một ngày chúng ta phải làm vô vàn rất là nhiều công việc, chồng này, con này, rồi việc nhà, việc cửa nước, rất nhiều thứ. Nên là trong quá trình làm đẹp thì chị Vương cũng luôn luôn hướng tới với một cái là, thứ nhất là nó phải là một cái vẻ đẹp hiệu quả, thứ hai là nó cũng phải nhanh một tí, tức là nó cũng phải nhanh gọn đấy, chứ mình không có nhiều thời gian để có thể là bày ra quá là nhiều thứ. Và đó cũng chính là cái tiêu chí mà trước đây khi mà AMBI đã quyết định lựa chọn mang cái sản phẩm gì, mang cái hình thức làm đẹp như thế nào, vì làm đẹp nó nhiều lắm, sản phẩm thì cũng rất là nhiều, vậy thì mình phải có một cái sự lựa chọn như thế nào để nó phù hợp với cái nhịp sống cuồng quay. Đúng rồi, cái nhịp sống này, thứ hai là cái đại đa số cái nhu cầu đúng của thị rồi, trường. Đó thì đấy chính là cái quan điểm của chị Phương về cái việc làm đẹp hiện nay. Bản thân Hà Thu thì rất là đồng tình với cả những ý kiến mà bác sĩ Hải cũng như là chị Phương vừa chia sẻ. Và rõ ràng là chị em chúng ta thì ai cũng mong muốn được đẹp hơn mỗi ngày, và chắc chắn là không có người phụ nữ xấu, chỉ người phụ nữ không biết làm đẹp thôi, đúng không ạ? Thế nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy có rất nhiều hình thức làm đẹp. Có những người lựa chọn hình thức là phẫu thuật thẩm mỹ, có những người lại lựa chọn hình thức là làm đẹp tự nhiên. Vậy thì bác sĩ Hải nghĩ sao về quan điểm này? Thực ra thì bây giờ chúng ta phải nói nhiều cụ thể hơn về cái việc mà làm thế nào là làm đẹp tự nhiên hay là làm đẹp thẩm mỹ. Thực ra làm đẹp tự nhiên có nghĩa là chúng ta sẽ, cái hình thức của chúng ta là sẽ làm đẹp theo những cái phương pháp tác động theo cái nguyên sinh lý bình thường đó của cơ thể. Ví dụ như chúng ta tập thể dục thể thao rèn luyện thân thể này, chúng ta ăn uống này, chúng ta có thói quen sinh hoạt ngủ tốt này, thì khi đó cơ thể của chúng ta cũng sẽ đẹp hơn, đúng không? Đấy là những cái theo sinh lý bình thường đó, theo cái sinh lý bình thường và tự nhiên. Hay là chúng ta cũng có thể là lựa chọn theo những cái sản phẩm nguyên liệu có sẵn trong thiên nhiên như rau củ quả này đó, và chúng ta tạo ra, chúng ta có thể rất là hay này, chúng ta cũng có thể cắt nát hoặc chúng ta cũng có thể mix hỗn hợp với nhau, sau đó chúng ta đắp, thì đấy là cái đấy là thiên về cái việc mà chăm sóc mà làm đẹp tự nhiên. Và những cái phương pháp làm đẹp như thế thì hoàn toàn chúng ta có thể làm tại nhà đó. Cái phương pháp, cái hướng thứ hai là làm đẹp thẩm mỹ. Thực ra làm đẹp thẩm mỹ thì nó rất là rộng, chị hình dung ạ, nó rất là rộng, nó từ cái việc mà sử dụng cái việc hóa mỹ phẩm để chăm sóc dưỡng da làm đẹp tại nhà đó, đến cái việc mà chúng ta đến các cơ sở làm đẹp hay là các trung tâm thẩm mỹ để chúng ta có thể là từ chăm sóc da cơ bản hoặc là chăm sóc da chuyên sâu để làm đẹp, hay là thực hiện các liệu trình làm đẹp như để cải thiện những cái vấn đề mong muốn của mình, hay là khi mà chúng ta mà muốn thay đổi hoàn toàn khuôn mặt, đúng không, thì làm sao đi phẫu thuật thẩm mỹ đó. Thì dường như cái phẫu thuật thẩm mỹ là một cái mà nó mang lại hiệu quả khác biệt hoàn toàn so với cái việc mà so với ban đầu. Tuy nhiên thì đó là phẫu thuật, đúng không, thì thực ra thì cái xu hướng làm đẹp của chúng ta về cơ bản thì bây giờ nó rất là tiến bộ rồi đó. Nhưng mà cơ bản trước thì bao giờ người ta cũng hướng đến một cái gì đó gọi là đơn giản và hiệu quả hơn
đó. Và đôi khi là bây giờ nó họ cũng sợ, có rất nhiều người là sợ phẫu thuật, đúng không ạ? Sợ phẫu thuật là người ta sẽ thường là cái việc mà người ta muốn là đẹp mà làm sao mà nó nhẹ nhàng hơn đó, nhưng mà vẫn đảm bảo được sự hiệu quả đó. Và mọi người như nếu mà như em á thì em thấy rằng em thích theo làm đẹp theo cái xu hướng nào? Riêng bản thân là Thu thì luôn luôn chuộng tự nhiên, và em thường là lựa chọn những cái sản phẩm mà nó lành tính, tốt cho da của mình. Đó, chứ em thì nó không với các phẫu thuật thẩm mỹ. Còn mỗi người lại có một quan điểm khác nhau. Đúng rồi, chính ra mỗi người có một cái quan điểm khác nhau. Thực ra thì cái việc mà chúng ta làm đẹp thì cơ bản là chúng ta làm đẹp tại nhà. Đó là một cái mà nó cần thiết và nó thiết yếu rồi. Đó, thực ra thì cái làm đẹp tại nhà thì khi mà bắt đầu chúng ta làm sao? Chúng ta khi mà chúng ta chưa có vấn đề gì cả thì cái việc mà chúng ta làm đẹp tại nhà thì nó sẽ làm sao? Nó cơ bản là nó sẽ chăm sóc dưỡng da tại nhà này, làm cho da của chúng ta đẹp hơn, duy trì cái sự sắc đẹp, nhan sắc của chúng ta, đúng không ạ? Ngăn ngừa hay làm chậm cái quá trình lão hóa này, và hạn chế tối đa cái việc mà xuất hiện các vấn đề trên da, ví dụ như nám, mụn, tàn nhang hay rất nhiều vấn đề khác, đúng không? Đó, thì đấy là cái việc mà cái hiệu quả của cái việc chăm sóc dưỡng da tại nhà. Và khi mà chúng ta mà bắt đầu mà xuất hiện nhiều vấn đề trên da hơn, đúng không ạ? Thì khi đó thì chúng ta lại càng chăm sóc da hơn. Và khi đó thì mọi người cũng có thể có rất nhiều lựa chọn. Và khi đó thì mọi người có thể tìm đến các trung tâm thẩm mỹ để làm đẹp hơn. Đó. Tuy nhiên thì mình thấy rằng đấy là tùy theo cái nhu cầu, cũng như là cái đúng rồi, cái cũng như tình trạng và cái mong muốn của các chị em mà mọi người có những cái phương pháp hay là chọn cách làm đẹp khác nhau. Mục đích là cuối cùng là vẫn là để mang lại hiệu quả nhất, đúng không? Hiệu quả nhất và đẹp hơn mỗi ngày. Mọi người nhưng mà mọi người có biết rằng nhá, hiện tại bây giờ đang có một cái vấn đề mà hầu như tất cả mọi người đều quan tâm đến cái vấn đề làm đẹp. Mọi người biết là cái vấn đề gì không? Không biết là Hải đang muốn nói vấn đề gì, chưa nghĩ ra được. Quá nhiều vấn đề, các chị em quá nhiều vấn đề anh ạ. Nhưng mà bây giờ nha, tất cả mọi người đều quan tâm, hầu hết mọi người 100% đều quan tâm. Ví dụ muốn nâng mũi thì có người muốn nâng mũi, có người không muốn nâng mũi, đúng không? Có người, ví dụ như có người bị nám nhưng có người không bị nám chẳng hạn vậy. Bây giờ vấn đề gì mà mọi người quan tâm? Với em thì vấn đề là da trắng sáng, giúp em tự tin hơn. Đúng rồi. Đó chính là làn da. Đúng không? Dường như bây giờ ai cũng quan tâm đến cái làn da của chúng ta. Đặc biệt là làn da trên khuôn mặt này. Đúng không? Mặt tiền đúng không? Ai cũng thấy đúng không? Đấy chính xác. Đó, thì cái làn da của chúng ta thì mọi người thấy rồi, ngày xưa các cụ các ông các bà đã có câu nhất dáng nhì da, đúng không? Đúng rồi. Và khuôn mặt của chúng ta mà có một cái làn da trắng sáng mịn màng, một làn da đẹp rất thì tự tin. Là auto sinh, đúng rồi, auto sinh rồi, đúng rồi, như MC này, như ấy, như chị Phương này đấy, đó, thì chúng ta là auto sinh rồi. Và khi mà một làn da đẹp thì nó làm sao? Nó làm nhu mờ những cái khuyết điểm trên khuôn mặt của chúng ta đi, đó. Và như thế thì lúc nào cũng auto là sinh là đúng rồi, đúng không? Nhưng mà khi mà ngược lại, trái lại mà một làn da xấu thì các khuyết điểm trên khuôn mặt của chúng ta thì lại càng lộ rõ hơn. Đó, thế nên thì chúng ta da đã xấu lại càng làm xấu hơn, đúng không? Thế nên là cái vấn đề mà chăm sóc dưỡng da ở nhà, cái việc chăm sóc dưỡng da thì cực kỳ quan trọng và tất cả hầu hết mọi người đều quan tâm. Nhưng mà bây giờ cái việc là chăm sóc dưỡng da như thế thì mọi người lại bắt đầu là quan tâm chăm sóc từ khi ở nhà. Đó, phải quan tâm chăm sóc từ khi ở nhà. Tại vì cái việc mà chăm sóc dưỡng da và làm đẹp ở nhà cực kỳ quan trọng. Đó, mọi người hình dung tại sao lại quan trọng như này. Tại vì có như rất nhiều người bảo rằng là tôi chả chăm sóc da ở nhà đâu. Tôi... đi spa. Đúng rồi, đi spa, đúng không? Nhưng mà mọi người hình dung là cái công việc cuộc sống của chúng ta bận rộn, đúng không? Thời gian bây giờ đố ai mà có thể là ngày nào cũng đi spa, ngày nào đi chăm sóc còn tốn da, kém nữa, đúng không? Đúng rồi. Mà bây giờ dịch dã là không đi nổi đâu, đúng rồi, không? Đấy là dịch dã thì làm sao đi được. Đó, thì chúng ta cái việc mà cùng nắm nhá, nếu mà bình thường đi, bình thường thì cùng nắm là chúng ta có thể đi spa một tuần một lần là cùng, đúng không? 1-2 lần là cùng. Đó, đó, trong khi là cái việc mà chăm sóc dưỡng da ở nhà thì chúng ta phải làm sao? Thực hiện hàng ngày. Đó, thực và thậm chí là ngày 1-2 lần luôn. Đó, thì cái việc mà chăm sóc dưỡng da bằng mỹ phẩm cực kỳ quan trọng. Đó, thế nên là cái việc mà cái sự mỹ phẩm hay là cái ngành công nghiệp mỹ phẩm nó phát triển mạnh mẽ là như vậy. Đó, vì nhu cầu mọi người quá là lớn, đúng không? Đúng rồi. Đó, và đặc biệt là cái chăm sóc làn da thì nó dường như ai cũng mong muốn hết. Ai cũng mong muốn làm đẹp hết.
đó. Thì thực ra thì cái làn da của chúng ta mà mọi người thấy rằng là nếu mà khi mà chúng ta chăm sóc tốt đấy thì nó sẽ hạn chế được rất nhiều vấn đề. Và cụ thể đó những vấn đề gì ạ? Bác sĩ ví dụ nhá, cái việc mà chúng ta chăm sóc da như thế nhá, thì dường như là như vừa mình cũng đã chia sẻ rồi, nó làm cho duy trì nhan sắc của chúng ta này. Đó, cái thứ hai là nó hạn chế được những cái vấn đề xuất hiện trên da. Đó, nào thậm chí còn làm chậm cái quá trình lão hóa nữa. Đó. Còn khi mà chúng ta mà không chăm sóc dưỡng da thường xuyên á thì làm sao da rất lão hóa rất là nhanh. Ta bắt đầu từ độ tuổi 30 trở đi. Nếu mà chị Phương chắc là chăm sóc da nên là chị hay để ý, bây giờ chị sẽ không thấy được. Nhưng mà những người mà bắt đầu bước ra ngoài độ tuổi 30 trở đi ạ thì có nghĩa là cái sự lão hóa sẽ xảy ra rất là nhanh. Đó, và đòi hỏi là chúng ta phải quan tâm và chăm sóc da nó nhiều hơn. Và như Hà Thu có tìm hiểu thì dường như cái vấn đề lão hóa nó đang có xu hướng là trẻ hóa hơn, đúng không ạ? Đúng rồi, tại vì mọi người sẽ thấy là cái cuộc sống của chúng ta luôn luôn bận rộn, và chúng ta lại luôn luôn thức khuya nữa, luôn luôn thức khuya và luôn luôn phải làm việc và áp lực stress công việc, và làm cho cái sự lão hóa của chúng ta sẽ diễn ra sớm hơn, đúng không? Diễn ra nhanh hơn. Thế nên là chúng ta càng ngày càng phải chăm sóc nhiều hơn. Nhưng mà có một cái vấn đề như thế này nhá. Cái việc mà đồng ý là cái việc mà có xu hướng là lão hóa, có xu hướng là trẻ hóa, đúng không? Thì bây giờ nhưng mà mọi người lại sẽ thấy là đối với những người các chị em mà ở thành phố thì lại trẻ rất là lâu, đúng không? Trong khi như các cô các bác ở các chị em ở quê thì lại bị lão hóa nhanh hơn. Đó, thế là đó là lý do tại sao ạ? Có chăm sóc thì vẫn hơn, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Đó, có chăm sóc và có đầu tư thì nó vẫn hơn. Đó, thế nên là nó mọi người sẽ thấy là nó cực kỳ cần thiết là như thế. Bác sĩ Hải biết không ạ, sau khi nghe bác sĩ Hải chia sẻ thì đã có một vị khán giả có nick là Linh Nguyễn muốn được hỏi về bí quyết làm thế nào để bác sĩ có thể đẹp trai như vậy. Đây là câu hỏi hoàn toàn không có trong kịch bản ạ, và chúng tôi thấy được có một comment là bí quyết để bác sĩ có thể đẹp trai và có làn da sáng mịn đến như vậy. Đó là gì ạ? Bác sĩ Hải có thể chia sẻ được không ạ? Các chị em đang rất là quan tâm đến chủ đề làn da, đặc biệt là làm thế nào để có làn da đẹp như bác sĩ. Làm da đẹp như bác sĩ. Đây là bí quyết cá nhân của mình thôi ạ. Bí quyết hả? Câu hỏi này hoàn toàn không có trong kịch bản quý vị ạ. Thế hả? Chính xác rồi, không có trong kịch bản thật. Nếu mà đúng ra ấy, thì làm con mẹ anh. Làm con mẹ anh. Đúng rồi còn gì nữa, đúng không? Đó, mà muốn con trai, muốn con của mình đẹp, đúng không? Làm vợ bác sĩ, đúng không? Làm vợ bác sĩ. Nhưng mà ở nhà thì bác sĩ có một cái quy trình chăm sóc da nào đó đặc biệt không ạ? Thì thực ra này, để mà có một cái làn da đẹp thì đòi hỏi là cái việc mà như chị Phương và em cũng thấy á, để có một làn da đẹp thì chúng ta cần phải chịu khó chăm sóc dưỡng da. Đó, thì cái việc mà chịu khó chăm sóc dưỡng da thì chúng ta quan trọng, nếu mà chúng ta còn trẻ thì chúng ta chỉ cần những cái bước chăm sóc dưỡng da cơ bản thôi. Ví dụ nhá, là những cái bước cần thiết nhất là bước làm sạch. Làm sạch là cái bước mà không thể thiếu được. Đó, làm sạch tại vì cả một ngày nữa trời này, đó, chúng ta hoạt động mà rồi dầu nhờn, mồ hôi, rồi bụi bẩn rất nhiều, và thậm chí là có thể là trang điểm nữa, đúng không? Thì chúng ta cần phải làm sạch. Đó, làm sạch có thể là tẩy trang này, sữa rửa mặt này, tẩy da chết này, và toner để làm sao cân bằng lại pH trên da. Đó, đấy là những cái bước rất là cơ bản. Cái bước tiếp theo là cái bước mà không thể thiếu tiếp là cái bước dưỡng ẩm. Dưỡng ẩm. Đó, cái bước dưỡng ẩm và đặc biệt là dưỡng ẩm cấp nước cho da. Đó, kể cả là da dầu hay là da khô thì đều cần cấp nước hết. Đó, nhưng mà có một số sai lầm như thế này mà rất là hay gặp phải là rất nhiều người cho rằng da dầu thì không cần cấp nước. Bà Tấn Hà Thu cũng là người da dầu. Đúng rồi, nhưng mà người ta nghĩ là mọi người nghĩ rằng là da dầu thì là đã thừa độ ẩm rồi. Đó, thế là không cần cấp nước nữa. Nhưng mà thực tế đó là một sai lầm mà nó cực kỳ nghiêm trọng. Đó, nghiêm trọng như thì tại sao lại như thế? Tại vì da dầu là da thừa dầu chứ không phải là thừa nước. Thừa nước, đúng rồi. Dầu và nước là hai cái là bản chất hóa khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Và đôi khi là khi mà da khô, da thiếu nước quá thì dẫn đến là nó sẽ phản ứng bằng cách là tăng tiết nhiều dầu hơn để làm sao bù độ ẩm trên bề mặt da của chúng ta. Thế nên là khi mà da lại vừa da khô nhưng mà lại tiết nhiều dầu hơn. Đấy, mà khi mà da khô tiết nhiều dầu hơn thì đồng nghĩa với việc mà lỗ chân lông của chúng ta phải giãn nở ra để dầu nhờn có thể thoát ra được bên ngoài, thì lại gây nên hiện tượng là lỗ chân lông to. Đó, lại hay như lại tác hại như thế. Và khi mà da tăng tiết nhiều dầu thì làm sao?
dễ bị mụn. Đó, vì dầu nhờn tăng tiết ra và khi mà nó không tiết ra hết và nó ứ đọng ở trong lỗ chân lông của chúng ta thì lại hình nên mụn tiếp theo, đặc biệt là mụn ẩn và nghiêm trọng hơn nữa thì có thể là mụn viêm mụn đó, mụn chính xác nữa. Đó, thế nên là cái thiếu nước mà một cái sai lầm đó cực kỳ quan trọng. Thế nên là khi mà da dầu mà bù đủ nước thì khi đó da nhận thấy rằng mình đủ độ ẩm rồi thì sẽ không cần tăng tiết nhiều dầu nữa. Cơ thể của mình nó sẽ có một cái khả năng có thể là điều tiết đúng không? Rồi, điều tiết, tức là thiếu nước thì nó sẽ lại tiết dầu. Khi mà cảm thấy đủ rồi thì thôi. Nó sẽ hạn chế tiết dầu. Thì khi đó tự nhiên là da thì căng mướt hơn, đủ độ ẩm, da căng mướt hơn và đồng thời lỗ chân lông của chúng ta cũng sẽ thu nhỏ lại nữa. Đúng là ngày hôm nay phải nghe bác sĩ Hải chia sẻ ra Thu mới biết được thêm rất là nhiều những cái thông tin hữu ích dành cho làn da của mình. Đó, còn da khô thì auto là cần cấp nước rồi, đúng không? Thì đấy là những cái mà khi thực ra thì da mà đủ độ ẩm mà da căng mướt hơn thì nó cũng làm chậm cái quá trình lão hóa nữa. Thế nên là chúng ta cần phải giữ ẩm và đặc biệt là giữ ẩm cấp nước. Còn tất nhiên là tùy theo tình trạng da này, tùy theo cái điều kiện làm việc hay là tùy theo cái thời tiết khí hậu mà chúng ta có thể là lựa chọn thêm những cái sản phẩm mà để làm sao khóa ẩm hay là có thêm một chút dầu để làm sao khóa ẩm bề mặt da. Ví dụ như nếu mà chúng ta làm việc trong môi trường điều hòa chẳng hạn vậy thì giống như kiểu là rau củ quả chúng ta mà chúng ta để trong ngăn mát tủ lạnh mà chúng ta không bọc giấy bóng lại á, làm sao nó khô héo, nó lại mất nước. Đó, thế nên là chúng ta phải làm sao chúng ta phải khóa ẩm trên bề mặt để tránh cái tình trạng mất nước qua da thì da nó sẽ đỡ bị khô hơn và da đỡ khô thì đỡ tăng tiết dầu hơn. Vậy thì có cách nào để khóa ẩm không ạ? Có, thì như mình chia sẻ là mình sẽ sử dụng những cái sản phẩm dạng cream mà hoặc là dạng sáp mà chứa nhiều dầu một chút để làm sao khóa ẩm cái bề trên bề mặt da của chúng ta. Nhưng mà thực ra những cái sản phẩm này á nó sẽ phù hợp theo thời tiết hay là theo điều kiện làm việc. Ví dụ chúng ta làm việc trong môi trường điều hòa thì chúng ta mới nên sử dụng, hoặc là chúng ta cái mùa đông á, mùa thời tiết hanh khô nứt nẻ thì khi đó chúng ta mới nên sử dụng. Còn nếu mà mùa ví dụ như về mùa hè này chẳng hạn vậy thì chúng ta sẽ hạn chế sử dụng và chúng ta sẽ thường xuyên là sử dụng thêm những cái sản phẩm mà cấp nước nhiều hơn. Cấp nước thì nó có thể ở dạng tinh chất này, cũng có thể ở dạng serum này, hay là cũng có thể là ở dạng emulsion. Có nghĩa emulsion hay là sữa dưỡng essential á. Đó thì nó thiên về cấp nước nhiều hơn thì nó sẽ tốt hơn. Ôi hay quá nhỉ. Quá nhiều những cái thông tin. Quá nhiều điều tuyệt vời đó. Luôn. Thì đấy là chỉ về cấp nước thôi. Thực ra nếu mà đi sâu vào thì chị em sẽ cần phải tìm hiểu sâu hơn thì trong những cái buổi sau mà có cơ hội thì chúng ta sẽ chia sẻ sâu hơn. Đó thì đấy là cái việc mà riêng để cấp nước thôi thì mọi người sẽ phải thấy là chúng ta phải lựa chọn làm sao phù hợp, cái sản phẩm làm sao phù hợp với da của chúng ta thì nó mới đem lại hiệu quả tốt nhất. Thực sự đúng là làm đẹp là cả một khoa học, đúng không? Một quá trình. Cả là một ngành khoa học này, một sự hiểu biết và một sự lựa chọn. Đấy, rồi là một sự kiên trì nữa, đúng rồi. Đúng nào? Lựa chọn làm sao cho phù hợp với sản phẩm của chúng ta. Và cái tiếp theo là cái sản phẩm mà không thể thiếu tiếp. Đó là có làm sạch rồi. Từ nãy không? Ta thấy có làm sạch rồi này. Có dưỡng ẩm. Có dưỡng ẩm rồi này. Bây giờ là cần bảo vệ. Bảo vệ. Đó, tuyệt vời, bảo vệ. Đó, bảo vệ da thì chúng ta sẽ phải là bảo vệ da như nào? Sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da. Đặc biệt là mùa hè này, đúng không? Nếu mà mùa hè này chúng ta mà không sử dụng kem chống nắng thì sao? Da nó sẽ ửng đỏ, nó cháy nắng khi mà chúng ta ra ngoài. Đó, mà đấy là ửng đỏ cháy nắng là chỉ là tạm thời thôi. Đó, ửng đỏ cháy nắng về sau này nó làm sao nó còn kích thích tăng sản sinh sắc tố là nám này tàn nhang nổi tù lu lên. Thế nên là chúng ta cần phải bảo vệ da. Và mọi người biết là cái mà phương pháp làm trắng sáng da tốt nhất mùa hè là gì không? Phương pháp làm trắng sáng da thì chắc là kem chống bôi, kem chống nắng. Đúng à? Thấy tại vì bác sĩ đang nói đến việc bảo vệ da mà chị Vương bắt đầu là gì? Đúng lên rồi. Tưởng đến điều đó đấy luôn. Tại vì mọi người hình dung là thường về mùa hè da của chúng ta sẽ sạm đi đúng không? Đúng rồi. Sẽ bị sạm thường tối màu hơn. Đó, đấy là chưa làm gì nhá. Đó, thế nên là cái phương pháp tốt nhất là chúng ta nên sử dụng kem chống nắng. Thì để làm sao để bảo vệ da của chúng ta và làm cho da của chúng ta luôn trắng sáng. Còn nếu mà về mùa hè là cái việc mà chúng ta lại nếu mà chúng ta tác động lên trên da nhá mà chúng ta không kiêng được nắng, không kiêng được nắng mà chúng ta lại hay phải ra nắng nữa thì khi đó da bị tổn thương làm sao, và cái ánh nắng mặt trời dễ xâm nhập, dễ chỉ tác động lên trên da của chúng ta, tiêu UV dễ tác động thì làm sao da của chúng ta càng ngày càng sạm hơn. Đó. Nhân tiện đây chị hỏi bác sĩ thêm một cái là ví dụ như là vậy thì nếu mà dùng kem chống nắng như vậy thì một ngày mình sẽ dùng khoảng bao nhiêu lần?
thì là nó sẽ là hợp lý nhỉ? Rồi, kem chống nắng thì nó thiên về thứ nhất là loại kem chống nắng. Đó, quan trọng là mình lựa chọn cái loại kem chống nắng nào. Đó, thì ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ có 3 loại kem chống nắng. Thứ nhất là một là loại kem chống nắng hóa học này. Hai là kem chống nắng vật lý. Và ba là kem gì? Hỗn hợp. Hỗn hợp vừa vật lý và vừa hóa học. Đó. Thì cái việc nếu mà thường mỗi một cái loại kem chống nắng thì nó sẽ có những cái ưu nhược điểm riêng. Đó, thì cơ bản thì cái việc nếu mà sử dụng kem chống nắng hóa học thì chúng ta nếu mà chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều thì đôi khi là thường là 2 đến 3 tiếng chúng ta sẽ bôi lại một lần. Đó, tuy nhiên thì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc mà thứ nhất là các chỉ số kem chống nắng ở trong kem chống nắng nữa. Đó, nếu mà chỉ số càng cao thì thời gian bảo vệ da càng lâu hơn. Đó, cái tiếp theo là nếu mà chúng ta mà không tiếp xúc với nắng mặt trời quá nhiều thì đôi khi là buổi sáng chúng ta mới bôi một lần thôi, sau đó trưa thì chúng ta có thể bôi lại cho buổi chiều. Đó, thì đấy là kem chống nắng hóa học. Còn lại kem chống nắng vật lý thì theo cái cơ chế chống nắng của nó là cái cơ chế phản xạ. Phản xạ lại tia UV, tức là nó khi mà bôi kem chống nắng thì nó sẽ tạo một cái màng bảo vệ trên bề mặt da của chúng ta. Nó chỉ ở trên bề mặt da thôi, và nó còn ở trên bề mặt da, tức là nó còn khả năng bảo vệ da. Và khi mà ánh nắng chiếu vào trên bề mặt da của chúng ta thì cái tia UV nó sẽ phản xạ lại. Thế là đôi khi nhá, nếu mà anh mà dùng kem chống nắng vật lý mà em không dùng, tia UV chiếu vào lại da em, thế là đôi khi là em lại da lại bị sạm hơn. Đó, thế nên là mọi người phải chú ý là phải bảo vệ kem chống nắng đó. Và khi mà đối với dùng kem chống nắng vật lý thì đôi khi là chúng ta, nếu mà chúng ta cũng không ra ngoài quá nhiều nhé, một ngày thì chúng ta chỉ ra ngoài nắng khoảng 30 phút đến 1 tiếng thôi, buổi sáng rồi hoặc là buổi chiều về, buổi sáng đi làm khi mà buổi chiều di chuyển. Về đúng rồi, thì đôi khi là chỉ cần bôi một lần thôi đã là ok rồi. Đó, thế mà chị Vương một ngày chị Vương luôn luôn phải bôi 2 lần thì đấy tức là ví dụ như là bình thường là trước khi đi làm nhá, thì chắc chắn là chị Vương sẽ phải skincare và hầu như chị thì chỉ thoa kem chống nắng thôi. Sau đó là đi làm xong thì cái công việc của chị thì hầu như là cũng ngồi văn phòng là chính. Và buổi trưa thì sau buổi trưa ăn cơm trưa, nghỉ trưa xong thì cứ tầm khoảng 2 giờ chiều chị sẽ dặm một lần nữa, tức là một cái dặm mỏng thôi. Bởi vì là hai bên gò má của chị thì nó cũng hơi xuất hiện là hơi còn nám một tí. Thế nên là thường thì chị sẽ không thoa cả mặt đâu, mà chỉ hơi dặm lại ở cái vùng là có nám nhiều. Đó, thì đấy là cái cách dùng mà chị Phương vẫn hay sử dụng đấy. Hiểu rằng là ngồi văn phòng thì mình phải bôi kem chống nắng như chị Phương không ạ? Thực ra thì chúng ta nên bôi kem chống nắng, ví dụ chúng ta ngồi văn phòng như thế này. Ánh đèn đấy. Sau đó thì nó sẽ dễ phản, cũng có tia UV và nó cũng chiếu lên trên da của chúng ta, hay là chúng ta cầm điện thoại, màn hình máy tính này rất nhiều, hoặc là tia UV có thể xuyên qua cửa kính và chiếu lại vào trong da của chúng ta. Thế nên là chúng ta, kể cả là chúng ta ở trong văn phòng thì chúng ta vẫn luôn luôn cần thiết là bôi kem chống nắng. Cái thứ hai, thực ra thì cái việc mà chị bôi lại thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến da cả. Đôi khi là cần phiền phức được một xíu thôi, chịu khó một xíu thôi, chứ nó cũng không ảnh hưởng. Còn lại thì tùy thuộc vào loại kem chống nắng, cũng như là các chỉ số kem chống nắng, thời gian bảo vệ được bao lâu này, hay là cái việc mà thời gian mà da của chúng ta tiếp xúc với nắng mặt trời là bao lâu để chúng ta có thể là tính và chúng ta lựa chọn và chúng ta bôi lại kem chống nắng hay là không. Đó, thì làm sao mà thuận tiện nhất cho mọi người thôi. Tuyệt vời quá. Có rất là nhiều cách để chúng ta có thể là sử dụng các sản phẩm kem chống nắng đúng không ạ? Như bác sĩ vừa chia sẻ. Và ngay lúc này đây thì tôi thấy rất nhiều các quý vị khán giả đang tag thêm những người bạn của mình vào vì quá hay, những chia sẻ quá là thú vị và thực sự là thiết thực với các chị em, nên là quý vị hãy comment cũng như là hãy tag thêm những người bạn của mình để có thể lan tỏa những giá trị đến cho những người bạn của mình quý vị nhé. Và nếu quý vị có thêm bất cứ câu hỏi nào gửi tới cho hai vị khách mời của chương trình, cũng xin được mời quý vị hãy comment vào trong livestream ngày hôm nay và chúng tôi sẽ lựa chọn ra 5 câu hỏi ngẫu nhiên hay nhất trong chương trình để gửi tới quý vị những phần quà ở cuối của livestream ngày hôm nay ạ. Và ngay lúc này đây thì chúng tôi cũng thấy rất nhiều những câu hỏi gửi về các quý vị khán giả rồi. Trong đó thì có một comment của bạn Huyền Trần ạ. Bạn muốn hỏi bí quyết làm đẹp của chị Phương. Bí quyết làm đẹp của chị Phương. Để làm sao mà chị luôn trẻ đẹp như thế này đúng không? Đấy cũng là câu hỏi của Thu từ đầu chương trình đến giờ, bây giờ mới dám hỏi. Bí quyết để có một làn da đẹp như chị là gì ạ? Chia sẻ với Hà Thu là nếu như mà Hà Thu gặp chị Phương 5 năm trước đây thì sẽ khác bây giờ rất là nhiều. Và thực ra là trước đây thì cái câu chuyện mà khi mà chị đến với cả Anbi Việt Nam thì cũng là câu chuyện thay đổi bản thân mình. Người ta nói đúng là sứ mệnh xuất phát từ một cái nỗi đau. Từ là trước đây chị cũng là một cái người mà có làn da nó rất là xấu.
nó tức là mình già lên rất là nhiều. Ví dụ như là vì ngày xưa mình chưa biết những cái chăm sóc da, chính vì vậy mà cái da của chị là bản chất nó là cái da dầu và lỗ chân lông rất là to, mụn rất là nhiều, ui nhiều kinh khủng luôn. Chị Phương đã từng mất đi một cơ hội làm việc rất là tốt tại một ngân hàng nước ngoài. Chị Phương cũng đúng rồi, tức là sau cái buổi phỏng vấn nhá, thì chính cái anh mà phỏng vấn chị, anh ấy nói với chị rằng là thứ nhất về kiến thức về ngoại ngữ chị rất là ok, anh ấy rất là cảm thấy rất là thích với cái việc là phong thái rồi khả năng ngôn ngữ của chị. Tuy nhiên thì anh cũng nói luôn là cái việc mà làm tại ngân hàng và đặc biệt là làm tại các phòng giao dịch thì họ đòi hỏi một cái ngoại hình, đặc biệt là cái khuôn mặt đó nó phải rất là ưa nhìn và đẹp. Thế nên là anh ấy nói là anh ấy rất là tiếc và anh ấy thậm chí là bởi vì là anh ấy rất là thích về cái khả năng ngôn ngữ của chị, anh còn giới thiệu chị đến một cái công ty khác nữa cơ. Tức là mình chưa bao giờ đi phỏng vấn một cái người nào mà người ta đã từ chối mình rồi nhưng mà người ta vẫn giới thiệu mình đến một cái cơ hội khác. Điều đó có nghĩa rằng là cái tài năng của mình họ được công nhận, nhưng mà cái khuôn mặt của mình nó đã không phù hợp. Đấy, thì chính vì vậy là chị vẫn đã từng mất đi một cái cơ hội làm việc, cũng đã từng mất đi một cái người gọi là mình rất là yêu quý, chỉ vì rằng là mình có thể nói người yêu đi cũng được, đúng không nào? Đó, bởi vì là khi mà mình không còn đẹp đấy thì tự nhiên là người ta sẽ có một cái lựa chọn khác. Đó, và đến khi rằng là mình chỉ có một cái điều mong muốn làm thế nào để mình có thể được đẹp hơn. Và sau đó thì mình xuất phát từ một cái mong muốn là muốn thay đổi bản thân mình. Chính vì vậy mà chị Vương đã tìm đến, cũng là một cái duyên nữa, và tìm đến với cả A&B Việt Nam. Đó. Và đó cũng chính là cái khi mà sáng lập ra A&B thì em thấy là chị Vương có đề một cái tự là A, tức là viết tắt của từ Rich, B tính là Beauty, và chị Vương nghĩ là sắc đẹp và sự thịnh vượng. Đó là cái điều mà trời ơi, luôn luôn một người phụ nữ nào cũng cần. Mình luôn luôn mong muốn là mình được đẹp và mình được giàu có. Sự thịnh vượng ở đây nó bao gồm cả sự giàu có về tiền bạc này, giàu có về tâm hồn và tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Và đó cũng chính là cái sứ mệnh và cái mong muốn khi mà chị Vương từ cái tên của công ty thì đang muốn lan tỏa tới tất cả những người phụ nữ, không chỉ ở Việt Nam mà trên nhiều nước trên thế giới nữa. Đó, thế thì còn là cái bí quyết mà gọi là cái cách làm đẹp thì đúng là giống như là bác sĩ Hải vừa nãy có trao đổi đấy, là từ những cái khâu rồi là ăn uống này, tinh thần này, rồi là cái cách mà để chúng ta làm sạch này, cấp nước này, thì đúng là như vậy. Chị Phương cũng làm đúng theo cái quy trình đó. Và cái sản phẩm mà chị Phương lựa chọn ở đây thì chắc chắn là ok, cảm ơn Dũng. Cái sản phẩm mà chị Phương lựa chọn hoàn toàn là chị Phương sẽ lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Và cụ thể thì chắc chắn rằng là chị Phương là một con chuột bạch kinh khủng luôn, tức là chuột bạch cho tất cả các sản phẩm của A&B Việt Nam. Và cái sản phẩm mà chị Phương sử dụng nhiều nhất tại A&B Việt Nam đó chính là chị Phương rất chịu khó đắp mặt nạ. Rất là chịu khó đắp mặt nạ khi mà chị sang Hàn Quốc nhé. Thì chị có gặp cái ông chủ tịch Lee Samrae đó, và ông ấy có nói với cả chị Phương là bây giờ là tôi rất là muốn hợp tác để có thể là gì đại diện cho công ty ông tại Việt Nam. Thì ông hãy show cho tôi những cái sản phẩm đó, và tôi muốn đó là mang những cái sản phẩm này về Việt Nam. Thì ông ấy nói là ông có một lời khuyên, đó chính là gì, hãy lan tỏa một cái dòng sản phẩm đó là mặt nạ. Và lúc đó thì mình nghĩ là ủa, tại sao mình nghĩ trong đầu mình phải thoa một cái loại kem nào đó, phải chăm sóc như thế nào đó. Thế nhưng mà ông ấy nói rằng đối với người Hàn Quốc của chúng tôi thì đắp mặt nạ là một cái liệu pháp vô cùng là tuyệt vời. Tại sao lại là mặt nạ mà không phải một sản phẩm? Thì đấy, thế thì là, và ông ấy nói rằng là đây cũng là xứ sở kim chi, là tất cả người lớn, người bé, già trẻ, gái trai, nam nữ, họ từ bé họ đã có một cái thói quen. Vì mặt nạ đó là một cái sản phẩm nó có một cái khả năng là, đầu tiên là cái khả năng tổng hợp tất cả những cái dưỡng chất rất là nhiều trong một cái miếng mặt nạ đó. Và sau đó thì khi mà mình đắp lên thì nó sẽ có một cái khả năng nó sẽ xâm nhập và nó đi vào những cái tầng sâu, từ qua cái lớp thượng bì vào cái lớp bên trong nữa, để có thể là người ta gọi một cái triết lý là làm đẹp từ gốc ra, tức là làm đẹp từ bên trong da của chúng ta. Đó, thế thì về, và chị Vương rất là yêu cái triết lý đó, và mình thực sự là mình đã thực hành cái điều này. Mình đắp mặt nạ rất là đầy đủ, thực hiện cái việc làm sạch. Và thứ hai nữa đó là mình tìm những cái tinh chất, những cái tinh chất, vì bây giờ mình cũng đã nhiều tuổi rồi, mình cũng đã nhão hóa rồi. Đấy, như là bác sĩ nói là nếu mà bây giờ mình có điều kiện, các chị em bây giờ có điều kiện thì tức là giải quyết vấn đề trước khi vấn đề xảy ra. Đúng rồi. Còn đúng không? Tức là mình đã
cho làm da của mình một cái nền tảng để mình đã chào đón cái việc bước sang 30 nhưng mình không phải lo lắng gì cả. Nhưng bản thân Phương ngày xưa thì Phương không biết cái điều đó, cho nên là mình đã mất đi cái giai đoạn vàng để chuẩn bị rồi. Chính vì vậy mà bây giờ mình phải bổ sung nhiều hơn nữa những cái tinh chất hơn, những cái sản phẩm tinh hơn cho những cái làn da lão hóa. Chính vì vậy mà trong quá trình mà mình chăm sóc da thì chắc chắn không thể bỏ qua được, đó chính là những cái sản phẩm mà serum này, đặc biệt là các serum, các loại ampoule để mình có thể là gì tăng cường cái khả năng tái tạo hơn cho làn da của mình. Và không thể nào mà bỏ qua được đó chính là những cái niềm vui trong cuộc sống này, thì cái việc mà Phương rất hay lên live stream để chia sẻ với cả mọi người những cái bí quyết của mình này, những cái niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống của mình này, thì tức là khi mà mình đón nhận những cái niềm vui thì mình cũng cảm thấy là mình trẻ hơn, mình đúng đẹp rồi. Hơn và mình cũng muốn lan tỏa những điều tốt đẹp đó đến đúng tất cả mọi người, đúng không? Rồi dạ. Và trong những cái buổi live stream này cũng là cái cơ hội đấy để cho Phương này cũng như là An Bi này và thậm chí là tất cả các anh chị đang tham gia chương trình này đang lan tỏa tới tất cả các bạn. Đó, cái việc đầu tiên là mình yêu bản thân mình. Trước đây thì Phương chưa bao giờ khái niệm là Phương yêu bản thân mình, thực sự như vậy. Mình luôn hy sinh vì người khác đúng không? Hy sinh thì không dám nói, có điều rằng là mình chỉ có hy sinh vì công việc thôi, đúng không? Tức là mình cứ lao đầu vào công việc, vì ngày xưa mình cũng chưa có gia đình, mình cũng chỉ là mình cũng lao đầu vào công việc, mình kiếm tiền và sau đó thì mình quay về và mình cũng hỗ trợ cho gia đình, cho bố mẹ của mình. Lúc đấy mình chưa có gia đình riêng cho nên mình cũng chưa có cái việc là lao vào để nghĩ cho chồng cho con, nhưng mà thực sự mình đã quá cuốn theo cái công việc của mình khiến mình quên mất đi bản thân mình là ai, mình quên mất đi rằng là mình khi mà mình đối xử tệ bạc với bản thân của mình, mình không yêu nó thì chắc chắn là nó cũng sẽ đáp trả lại mình luôn, nó sẽ cho mình kết quả luôn, đúng không? Thế là cho nên là hãy bắt đầu từ việc yêu bản thân. Phương luôn luôn nói với tất cả các chị em phụ nữ là như vậy, khi mà mình yêu mình thì mình mới có đủ một cái điều kiện, đủ cái tư cách, đủ mọi thứ để mình yêu người khác một cách tốt hơn. Thế cho nên là khi mà mình tự dưng mình thay đổi một cái suy nghĩ ấy, thứ đầu tiên là thay đổi một cái suy nghĩ này, rồi là thay đổi một cái thói quen, thay đổi cái cảm xúc, thay đổi cái hành động của mình thì tự nhiên cái kết quả nó sẽ thay đổi luôn. Thì đó chính là những cái bí quyết nhỏ nhỏ mà ngày hôm nay mình mới bật mí trên sóng, đúng không ạ? Thú thật, bác sĩ Hải là Hà Thu cũng là một fan hâm mộ của chị Phương và cũng hay xem những cái live stream của chị Phương, sướng và cảm thấy được truyền cảm hứng qua những câu chuyện rất là nhỏ bé của chị Phương trong cuộc sống thôi, nhưng mà mình cũng cảm thấy vui hơn khi mà lắng nghe những câu chuyện đó. Thực ra thì nó xuất phát từ nỗi đau, đúng không? Đó, xuất phát từ nỗi đau, mà thực ra thì thế nên là mình mới bảo là bây giờ nó là một nhu cầu mà cần thiết và thiết yếu rồi. Đó, không thể thiếu, và đôi khi là bây giờ mình xấu cũng không được. Xấu cũng được, đúng rồi. Xấu cũng không được. Đó. Xấu là bị loại khỏi mọi cuộc chơi đúng luôn, rồi. Đúng không? Đó. Và chúng ta mất rất nhiều cơ hội như chị Phương, đúng không ạ? Đúng rồi. Làm đẹp bây giờ không chỉ là làm vì bản thân cũng là một phần thôi, còn làm cho xã hội trở nên văn minh và tươi đẹp hơn. Đúng không? Đúng nhưng mà rồi. Chúng ta lại thấy là trên thị trường bây giờ có rất nhiều những sản phẩm cho các chị em lựa chọn. Và dường như là chị Phương thì hay ưa chuộng những cái sản phẩm của Hàn Quốc. Vì sao lại như vậy ạ? Thì thực ra thì với mỹ phẩm ấy thì khi mà Phương cũng đã từng đứng trước sự lựa chọn có rất là nhiều, mỹ phẩm của Hàn Quốc này, mỹ phẩm châu Á như Thái Lan này, Trung Quốc này, đúng không? Của châu Âu cũng rồi châu tốt. Âu cũng rất là nhiều, cũng rất là tốt luôn. Thế thì tại sao mình lựa chọn Hàn Quốc? Vì thứ nhất tóm lại thì Phương có một quan điểm rằng là cứ tìm xem người nào đẹp nhất, chỗ nào có người đẹp nhất, đúng không? Rồi. Mình tức là mình học thì mình cũng sẽ học từ những người giỏi nhất, đúng không nào? Mình muốn đẹp hãy tìm những cô gái đẹp nhất, tìm những đất nước đẹp nhất, và Hàn Quốc thì là một nước duy mỹ, họ rất quan trọng và từ cái công nghệ làm đẹp này, rồi là những sản phẩm làm đẹp này, rất nhiều thứ, những cái nghiên cứu cho làm đẹp, tóm lại là bây giờ họ cũng đã nhất nhì thế giới rồi. Họ đang đi đầu về công nghệ. Chị đấy. Đúng rồi, công nghệ làm đẹp. Chính xác, thế cho nên đấy là cái điều đầu tiên mà chị Phương nghĩ, vì ngày xưa còn thích hay xem phim Hàn Quốc nữa. Đúng không nào? Một cái thứ hai nữa thì Phương nghĩ là như thế này này. Cái việc mà có thể sử dụng những sản phẩm vừa tốt mà giá thành phải chăng cơ, thì đấy là cái nhu cầu rất là quan trọng. Bây giờ nếu như mà mình tự tưởng tượng nhá, châu Âu, châu Mỹ nó ở cách mình rất là xa. Như thế thì cái vận chuyển ấy, đúng không? Riêng cái tiền vận chuyển chắc chắn là đấy là một cái phần chi phí của bán hàng trong sản phẩm. Mà nói thật rằng là đối với một cái sản phẩm, cái chi phí đấy thì khách hàng phải trả rồi. Có đúng không nào? Tất cả người ta cộng vào cái sản phẩm thôi. Đúng không? Chi phí quảng cáo, chi phí marketing, chi phí vận chuyển, chi phí rất nhiều thứ thì tóm lại nó cộng vào cái giá bán hàng. Vậy thì nếu như sản phẩm nó tốt, tốt thật, nhưng nếu như giá nó cao quá, ngày xưa mình cũng làm sao mình mua được. Chính vì vậy mà nếu như mà mình xuất phát lại là đến Hàn Quốc nó gần mình hơn. Thì chắc chắn là cái chi phí vận chuyển nó rẻ hơn. Và chi phí rẻ hơn thì kiểu gì giá thành nó cũng rẻ hơn.
đó. Và sau đó thì Anbi lại còn lựa chọn một cái hình thức, đó là mình lại là tức là mình bán hàng qua cái việc là online thôi. Tức là mình cắt giảm toàn bộ tất cả những cái chi phí như là về showroom hay là về những cái quảng cáo nó không cần thiết, và sau đó thì mình sẽ mang trực tiếp vào, tức là gì, đưa cái giá thành sản phẩm nó phải thực sự là phải chăng. Chứ bây giờ nói gì thì nói, tiền nó cũng là một cái vấn đề, đúng không các chị em? Thế thì mình, nếu mà mọi người đều có tiền hết rồi, mình đều rất là giàu có rồi, thì Phương không nói làm cái gì cả. Thế nhưng mà ở đây đa số chúng ta cứ tưởng tượng phụ nữ ai cũng như vậy, có quá nhiều cái mối bận tâm trong cuộc sống, đúng không nào? Có quá nhiều cái gọi là cái phải chi trong cuộc sống. Vậy thì cái chi như thế này, chi như thế nào phải vừa là hợp lý. Chính vì vậy mà Phương đã lựa chọn, thứ nhất là lựa chọn Hàn Quốc này, rồi là cái hình thức kinh doanh nó cũng liên quan rất là nhiều tới cái giá thành của sản phẩm. Và thứ hai là Hàn Quốc thì nói tóm lại rằng là họ cũng là một cái đất nước châu Á, cho nên là cái làn da của họ, cái tính chất làn da đấy khá là tương đồng với cả Việt Nam chúng ta. Chính vì vậy mà nói chung thì cũng tổng hợp nhiều nhiều những cái dữ liệu, nhiều cái dữ kiện và nhiều những cái thông tin khác nhau. Cho nên là Anbi đã quyết định là mình lựa chọn với cả, đầu tiên mình chọn lựa Hàn Quốc. Sau đó thì công ty cũng bắt đầu lựa chọn cái tập đoàn, thì LOB Cosmetics cũng đã có, nó thành lập vào năm 1985. Nó hơn tuổi Phương luôn á. Chính là hơn Phương 1 tuổi. Thế thì là Phương nghĩ là một cái đơn vị mà nó đã có mặt ở một đất nước, mà đất nước này cũng là một đất nước tư bản nha, thì có nghĩa rằng là nó rất quan tâm tới cái việc là chất lượng rồi, mà đã có mặt đến 35-36 năm thì có nghĩa rằng là gì, nó đủ một cái độ an toàn, đủ một cái uy tín đó để mình có thể lựa chọn. Và tập đoàn này thì không chỉ ở Việt Nam đâu, Việt Nam chỉ là một trường rất nhỏ của nó thôi, nó đã có mặt trên hơn 16 các quốc gia ở trên thế giới rồi, thậm chí là Đức này, rồi là các nước châu Âu này, châu Á thì có Singapore này, Malaysia này, Nhật Bản, rất nhiều nơi đã có sản phẩm, thậm chí Trung Quốc, những cái thị trường nó, thậm chí Trung Quốc là một thị trường có sự cạnh tranh cực kỳ là lớn, nhưng mà nó vẫn có thể đặt chân được ở đó, và đồng thời nó khẳng định được cái thương hiệu của thương nó, thì điều đó có nghĩa là nó cực kỳ là uy tín. Và năm nay là năm thứ 6 hợp tác rồi, thì vẫn khẳng định rằng là cái sự lựa chọn ban đầu của Anbi hoàn toàn là chính xác, khi mà thứ nhất là lựa chọn một cái đất nước rất là uy tín này, rồi là duy mỹ luôn, rất là đẹp đó, công nghệ cao, rồi là lựa chọn với một tập đoàn có một cái bề dày, một cái bề dày thời gian, chị Phương nghĩ là 35-36 năm nó cũng không phải là nhỏ đâu đó. Thì Phương thấy rằng là hoàn toàn là yên tâm. Và hơn năm nay là bước sang năm thứ 6 hoạt động, thì Anbi cũng đã rất là may mắn nhận được một cái tình yêu của, còn Phương nghĩ là nhiều lắm, không biết bao nhiêu khách hàng, phải đến hàng trăm nghìn khách hàng rồi ấy, và luôn luôn tức là yêu quý cái sản phẩm, và cái sự phản hồi feedback về sản phẩm thì rất là tốt luôn đó. Mình cũng cảm thấy vui và hãnh diện về điều đó lắm. Và để minh chứng cho những điều mà chị Phương vừa mới chia sẻ đến ngay lúc này đây, một nickname với tên gọi là Trang Hà, một nickname Facebook tên gọi là Trang Hà, mình cũng đã cân nhắc lựa chọn rất nhiều sản phẩm, nhưng cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn Anbi. Anbi đã chinh phục được trái tim của rất nhiều quý vị khán giả. Vâng ạ, đã có rất nhiều quý vị đây, nhưng mà hôm nay thực sự là hôm nay mời được bác sĩ Hải đến đây cũng không phải là điều đơn giản đâu, đúng không nhờ? Chị Lê Thanh Thanh bảo là ngày hôm nay rất là quý giá khi mà mời được bác sĩ đẹp trai đến với chúng ta. Thì thực ra thì em thấy rằng là những cái sản phẩm từ Hàn Quốc, thực ra thì bây giờ Hàn Quốc đang dẫn đầu về xu hướng làm đẹp rồi, kể về các phương pháp cũng như công nghệ làm đẹp. Và chị cũng thấy rằng dường như là bây giờ các sản phẩm Hàn Quốc bây giờ đang chinh phục các thị trường các nước khác, kể cả châu Âu hay là các nước khác rồi. Và tại vì sao bây giờ họ đang tập trung và coi công nghệ làm đẹp, mỹ phẩm hay là làm đẹp ấy, dường như là nó là một cái trong những cái mà lĩnh vực phát triển chủ yếu của gọi đất là nước mũi nhọn rồi. Luôn đúng rồi, mũi nhọn của đất nước rồi đó. Thế nên là họ rất là đầu tư họ rất là đầu tư, thứ nhất là nghiên cứu này, cũng như là các công nghệ làm đẹp, và tạo ra rất nhiều các sản phẩm cũng các thương hiệu khác nhau. Thì những cái sản phẩm này đều có thể làm sao phục vụ cái nhu cầu làm đẹp và chăm sóc da. Thậm chí là bây giờ họ đã nghiên cứu làm sao ra được rất nhiều các sản phẩm làm sao rất hiệu quả đó, và cho tất cả các loại da cũng như các tình trạng da khác nhau. Đó thì còn thực ra thì bây giờ và thì cũng như với chị chia sẻ ấy, em nghe chị chia sẻ thì đúng là bây giờ họ họ đầu tư, họ phát triển, đúng không? Và khi mà họ đầu tư, họ phát triển, họ tập trung thì cái việc mà cái công nghệ sản xuất của nó, họ vào họ sản xuất ra nhiều thì chi phí nó sẽ rẻ hơn, giá thành nó sẽ rẻ hơn. Đó, rẻ hơn ở đây do là họ khi mà họ làm số lượng lớn đúng thì bao giờ nó cũng rẻ hơn là so với cái việc mà nhỏ lẻ hơn. Đúng rồi. Đó
Cái tiếp theo là thực ra cái tiêu chí mà để lựa chọn sản phẩm ở đây thì có rất nhiều cái tiêu chí mà chúng ta có thể lựa chọn sản phẩm tốt. Tuy nhiên thì đối với mình nhé, đối với em thì cái quan điểm là không có sản phẩm nào tốt nhất cả. Ừ. Chỉ có sản phẩm làm sao phù hợp nhất đối với làn da của chúng ta. Ừ. Thì nó sẽ đem lại hiệu quả nhất. Đó, thế nên là khi mà chúng ta lựa chọn thì chúng ta cần lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp với loại da và tình trạng da của chúng ta thì sẽ là tốt nhất, chứ không nhất thiết là cứ phải châu Âu hay là châu Mỹ thì nó mới hiệu quả. Đó, ngay cả hiện tại thì bây giờ có rất nhiều cái sản phẩm mà đôi khi là nó không thực sự đắt nhưng mà nó vẫn rất hiệu quả, bởi vì sao, nó phù hợp. Đó, trong khi có những cái sản phẩm mà rất là đắt nhá, nhưng mà người này, ví dụ chị dùng thì hiệu quả, nhưng mà bạn em dùng lại không thấy hiệu quả, bởi vì không phù hợp với làn đúng da không? Của mình. Không phù hợp với làn da của mình. Mà đôi khi những cái sản phẩm rẻ thì chúng ta lại em lại phù hợp chẳng hạn vậy, thì nó sẽ đem lại hiệu quả nhất. Đôi khi chỉ là phù hợp thôi. Phù hợp thì sẽ là hiệu quả nhất. Hà Thu biết là có rất nhiều chị em mua sản phẩm bởi vì nó đắt tiền và nghĩ rằng là nó tốt. Đúng thế rồi. Nhưng mà rõ ràng là trong cái đại dịch Covid-19 như thế này thì chị em chúng ta cũng sẽ phải siết chặt chi tiêu. Và liệu rằng đấy sẽ có phải là một cái vấn đề mà các chị em sẽ thay đổi cái nhu cầu làm đẹp của mình không ạ? Theo bác sĩ Hải. Nghĩa là sao ta? Nghĩa là ví bây giờ nghĩa là sao em hỏi lại. Tức là với cái vấn đề là đại dịch Covid-19 nó diễn ra rất là phức tạp và các chị em cũng sẽ cần phải siết chặt cái chi tiêu của mình hơn. Thì liệu rằng là những cái sản phẩm Hàn Quốc có được ưa chuộng hơn so với những cái sản phẩm đắt tiền như là ở Pháp hay ở Mỹ hay không ạ? Thì thực ra thì nó liên quan như vừa anh đã chia sẻ rồi, nó chỉ là cái vấn đề mà lựa chọn được cái sản phẩm nào phù hợp nhất. Đó, phù hợp nhất đối với cái tình trạng da của chúng ta thôi, chứ không nhất thiết là phải lựa chọn những cái sản phẩm từ châu Âu để mà chúng ta xính theo thương hiệu cả. Đó, chỉ cần là sản phẩm phù hợp đã là ok rồi. Còn lại thì trong cái thời kỳ dịch bệnh như thế này, đó thì cái việc mà chúng ta không thể đến các trung tâm thẩm mỹ hay cơ sở để làm đẹp thì cái việc mà chúng ta hoàn toàn có thể làm đẹp ở nhà. Đó, và chúng ta đầu tư dành thời gian hơn, tại vì cái thời kỳ này thì chị em nhiều thời gian hơn, mà chúng ta sẽ làm sao chịu khó tìm hỏi những cái sản phẩm nào phù hợp và dành thời gian hơn một chút để quan tâm chăm sóc da của chúng ta thì da của chúng ta cũng sẽ đẹp hơn thôi. Tức là nhu cầu của các chị em thì vẫn luôn luôn như vậy, đúng vẫn rồi, luôn cao như vậy, quan trọng là chúng ta lựa chọn hình thức nào. Đúng rồi. Để mà khi mà đặc biệt là da của các chị em mà có vấn đề ví dụ như nám tàn nhang và sạm da hay là thâm mụn chẳng hạn vậy, thì cái việc mà khi mà không để có thể đến được các cơ sở làm đẹp đó để chăm sóc thì chúng ta lại càng phải chăm sóc da ở nhà hơn. Đó, để làm sao đem lại hiệu quả tốt nhất và sử dụng sản phẩm để mà điều trị ngay tại nhà. Đó, nhưng mà quan trọng nhất cho dù là cái việc mà khi mà chúng ta đã có vấn đề rồi nhá, da của chúng ta đang có vấn đề, có các tình trạng da khác nhau rồi, kể cả là cho dù chúng ta không đi điều trị hay chúng ta không đi spa hay là thẩm mỹ thì chúng ta vẫn phải luôn luôn chăm sóc da. Đó, thì khi đó nó mới đẹp được. Chứ còn lại chúng ta cứ dựa vào cái việc mà chúng ta đến các cơ sở hay các trung tâm làm đẹp và sau đó thì không chịu chăm sóc da ở nhà thì thứ nhất là hiệu quả nó cũng không cao. Đó, và cái thứ hai là kéo dài cái thời gian điều trị. Đó, thế là cho dù điều trị hay không điều trị chúng ta vẫn phải chăm sóc da, đặc biệt là bảo mỹ phẩm ở nhà. Đúng rồi, chị Vân đang liên tưởng đến cái việc là giống như là một tuần một lần mình có thể là ví dụ đưa chồng con ra ngoài ăn bữa ngon, mà bình thường ở nhà vẫn phải rồi. Ăn cơm, ăn canh, chính ăn đầy xác. Đủ hàng ngày đó. Chứ không phải thì dựa vào ngày nào cũng chẳng lẽ nhịn đói cả tuần rồi cả tuần không lại không xong lại một hôm cải thiện cũng không thể như thế đúng không? Đúng thế rồi. Cho nên là cái việc chăm sóc này là nó sẽ là cái việc diễn ra một cách đều đặn và thường xuyên, giống như là việc là chúng ta ăn cơm, ăn thực phẩm thường xuyên từng ngày một, hàng ngày một. Covid cũng đã mình cũng phải ăn đúng không? Covid mình cũng phải làm đẹp đúng không? Đó. Thế còn cái việc là mình có thể là dành tặng cho mình một cái bữa tiệc trong gia đình, hoặc là dành tặng cho làn da một cái bữa tiệc của làn da đúng không nào? Thì giống như là bác sĩ Hải có nói là một tuần một lần mình có thể là chọn một cái địa điểm nào đó để mình có thể chăm sóc kỹ hơn và sâu một chút, nhưng mà kiểu gì thì kiểu là vẫn phải tạo dựng một cái thói quen, chỉ có thói quen mới tạo ra kết quả đúng không nào? Thói quen luôn luôn tạo ra cái kết quả. Kể cả là các chị em mà bây giờ nhá, ví dụ đang đi điều trị nám đúng không, có nghĩa là nám rất là đậm, rất là ấy, thì các chị em đi điều trị ở các cơ sở, ví dụ đi chiếu laser hoặc là đi nhiều các phương pháp peel khác các kiểu, nhưng mà về nhà mà không sử dụng sản phẩm thì nó cũng sẽ không hiệu quả. Chính xác. Nó cũng sẽ không hiệu quả, thậm chí là làm da còn tệ hơn. Tệ hơn. Tại vì khi mà đi điều trị như thế họ sẽ tác động theo những cái phương pháp mà xâm lấn nhẹ một xíu. Đó, làm sao da tổn thương mà đòi hỏi là chúng ta cần phải về nhà, chúng ta cần phải dưỡng và phục hồi và bảo vệ da. Chuẩn. Đó. Đúng thế rồi. Nên là nếu mà không sử dụng mỹ phẩm, đặc biệt là khi chúng ta điều trị
thì sẽ làm cho thậm chí là da của chúng ta tồi tệ hơn, không đẹp hơn mà tồi tệ hơn. Rất nhiều quý vị khán giả đang theo dõi livestream ngày hôm nay để đồng tình với cả những chia sẻ đến từ bác sĩ Hải. Và có chị có nickname là Nguyễn Thị Ánh comment là bác sĩ chia sẻ hay quá, rất là thiết thực. Và các quý vị cũng hãy tag thêm những người bạn của mình để chúng ta cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp này đến cho những người bạn của mình đã theo dõi livestream ngày hôm nay các quý vị nhé. Và có lẽ rằng là tiếp theo chúng ta sẽ dành một câu hỏi dành cho chị Phương. Chị Phương à. Dạ. Với cái câu chuyện mà đang tiếp nối câu chuyện của bác sĩ Hải, đó là về dịch bệnh Covid-19 thì ảnh hưởng rất là nhiều đến các ngành nghề, và có những cái công ty bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng, sụt giảm về doanh số. Còn với AMV thì sao ạ? Chị chia sẻ với cả Thu Hà một chút. Thực ra nói về Covid thì đây không phải lần đầu tiên nữa rồi. Đúng không? Nếu như mà nếu như mà nói lần đầu tiên thì chị Phương nghĩ là nó phải là cái Tết của năm ngoái. Đúng không nào? Chị Phương nhớ mãi là cái Tết năm ngoái, sau khi mà mình ăn Tết xong thì lúc đó đấy mới là cái trận Covid đầu tiên. Và lúc đó thì mọi người còn có cái lý do rằng là tôi còn hoang mang, tôi còn đang không biết phải làm như thế nào, tôi còn đang sợ hãi, đúng không nào? Rồi là tôi đang phải đối diện với nhiều những cái thách thức. Nhưng nếu như đến bây giờ mà mọi người vẫn nói cái câu đó thì chị Phương nghĩ rằng là nó sẽ không còn phù hợp. Và điều đó chỉ đánh giá với cái việc là bạn không chịu thay đổi. Có đúng không? Bởi vì cái việc này nó đã diễn ra cả năm nay rồi, đúng không nào? Và chị Phương nhớ là cũng vào một cái thời điểm, chị Phương nhớ mãi mà mọi người hay trêu nhau là mùng 58 Tết. Đó. Mùng 58 Tết thì AMB đã có một cái chương trình live stream và có một cái chủ đề đó là khởi nghiệp mùa Covid. Đó. Và hôm đó là mùng 58 Tết, cũng là một cái buổi live stream như thế này. Và chính vì vậy mà trong cái chương trình lần đó thì AMB đã lan tỏa một cái thông điệp, đó chính là gì? Hãy thay đổi, tức là mình không thay đổi được điều kiện bên ngoài, mình chỉ có thể thay đổi chính bản thân mình. Đúng không nào? Thay đổi từ suy nghĩ, đúng rồi, thay đổi suy nghĩ, thay đổi về những cái hành động của mình. Và Phương tin rằng là trong nguy cơ thì sẽ có rất nhiều cái cơ hội để có thể mở ra. Có đúng là cái quan trọng là mình có nhìn thấy những cơ hội đó hay không. Do đó là từ như năm ngoái, AMB đã có một cái bước chuyển đổi thực sự vô cùng là mạnh mẽ. Bởi vì cái nền tảng làm online thế này thì AMB đã xây dựng từ năm 2016 rồi. Tức là 5 năm rồi. Đúng rồi, khi là cái thời điểm năm 2016 khi mà mọi người vẫn còn chưa có quan tâm đến cái việc này thì chúng tôi đã bắt đầu xây dựng cái nền tảng cho nó. Đã bắt đầu, tức là tận dụng online, tận dụng Facebook, tận dụng YouTube và rất nhiều cái công nghệ mạng xã hội đó để chúng tôi xây dựng những cái gọi là cái công việc kinh doanh của mình. Chính vì vậy mà đến thời điểm năm 2020 như năm ngoái đấy thì lại là một bước gọi là cực kỳ là mạnh mẽ. Tức là chúng tôi cảm nhận được rằng là nó hình như đó là một sự may mắn. Đúng rồi, như kiểu nó, là chị đã đi bước trước thời đại rồi. Tức đấy. Là gần như là 4 năm AMB xây dựng nền tảng thì cái năm ngoái là cái năm bắt đầu là gì? Bùng nổ luôn. Đó, và sang năm nay là năm 2021 thì AMB vẫn tiếp tục nối tiếp cái nền tảng mà mình đang có. Và hiện nay thì có rất nhiều các chị em đã nhìn ra được đó chính là cơ hội. Phương rất là thích một cái câu nói đó chính là cuộc sống thực sự chỉ diễn ra ở ngoài vùng thoải mái của mình. Tức là khi mà các chị em đã ở trong một cái vùng thoải mái, cứ nghĩ rằng ở cuộc sống của mình nó chỉ như này là thoải mái rồi, tốt rồi, đúng không nào? Đó không phải là cuộc sống. Mà cuộc sống chỉ có thể là gì? Nó thực sự diễn ra khi anh bắt đầu tìm ra một cái giá trị mới, khi anh bắt đầu là gì? Thoát ra khỏi cái cuộc sống bình thường của mình và tạo dựng ra một cơ hội. Chính vì vậy mà cơ hội mà AMB đã mang đến cho các quý vị khán giả trong năm 2020 là gì ạ? 2020 thì AMB đã tạo ra rất nhiều cái cơ hội để hợp tác. Tức là ngoài cái việc sử dụng sản phẩm nhé, tức là trước đây mọi người mua về sử dụng sản phẩm, sau đó thì sử dụng xong có thể là vứt cái vỏ đi, không có cái giá trị gì nữa. Nhưng với AMB thì các bạn hoàn toàn có thể biến đây là một cái cơ hội để có thể kinh doanh của mình. Bằng cách là gì? Mình chia sẻ những cái sản phẩm tốt đến mọi người. Cũng giống như là hôm nay chị đang mặc một cái chiếc váy rất là đẹp chẳng hạn. Và sau đó thì hoặc là chị nhìn thấy Thu đang mặc cái váy rất là đẹp. Nhưng vừa chị hỏi là ôi em mua cái váy này ở đâu đấy? Chị tin rằng Thu sẽ rất là vui vẻ có thể chia sẻ với chị. Chị ơi, em mua cái váy này ở chỗ ví dụ như là cửa hàng A, cửa hàng B, đúng không nào? Đó. Thế thì đó cũng chính là một hình thức quảng cáo thôi, mới ở chia sẻ. Truyền miệng. Và những sản phẩm của AMB thì bản chất là nó quá tuyệt vời rồi. Và mọi người hoàn toàn có thể hợp tác biến những cái mình đang sử dụng hàng ngày trở thành một công việc kinh doanh. Và ở AMB thì
đã có một cái nền tảng 5 năm rồi, là tất cả là gì, có một cái combo tất cả những cái chương trình đào tạo để giúp cho các chị em có thể là gì, từ một người cũng chưa biết một cái sử dụng Facebook hay cái gì cả, cũng chưa biết bán hàng hay vân vân, thì hoàn toàn có thể thông qua một cái khóa đào tạo khoảng tầm 10 buổi thôi, một cái 10 buổi thì là gì, sơ gọi là cơ bản nhất, thì các chị em đã có thể là gì, nắm bắt được những cái rất là kỹ năng cơ bản đó. Và ngoài ra thì Ambi còn tổ chức những khóa học đó, ví dụ như là đây, ví dụ là hôm nay mời chuyên gia đến nói chuyện thì cũng là đang tạo dựng ra cho chị em những cái thói quen, trao giá trị. Và ngoài ra thì là gì, công ty cũng đấy, đợt trước cũng hợp tác với các bác sĩ Hải để làm ra một series, tức là các chuỗi video đó, để hướng dẫn cho các chị em những cái kỹ năng về chăm sóc da này, kiến thức về sản phẩm này đó, hoàn toàn cái đấy là công ty đầu tư toàn bộ cho mọi người luôn đó. Và có rất nhiều các chị em của Ambi ấy, họ chỉ đôi khi họ chỉ là một mẹ bỉm sữa thôi, rồi là gì, có những người là một cô công nhân thôi, hay là văn phòng này, cô giáo này, công chức, nói chung rất là nhiều. Và thời gian ở nhà, mọi người đã bắt đầu hiểu ra được một cái, đó là gì, mình không thể ngồi yên, đúng không, mình ngồi ở nhà nhưng mình vẫn có thể chạm tay đến cả thế giới. Đó chính là cái điều Phương muốn lan tỏa đến với tất cả mọi người. Mình ở nhà nhưng mình vẫn có thể chạm tay đến cả thế giới. Và đó chính là mình phải tận dụng được cái công nghệ. Chứ không phải ngồi nhà xong ủ rũ, không giải quyết được việc gì cả. Đó. Và chính vì vậy mà từ năm 2020 nối tiếp đến bây giờ, thì Ami có một cái sự tăng trưởng rất là vượt bậc, cực kỳ là thành công luôn. Và liên tiếp các chị em cũng, họ cũng kiếm được tiền này, họ cũng bắt đầu xây được những ngôi nhà thân, gọi là ngôi nhà cho mình này, mua được những vật phẩm thiết yếu cho gia đình này, có thể gửi được tiết kiệm này, có cái khoản dôi ra đấy. Và còn có những người thì cực kỳ là thành công với những cái khoản thu nhập rất là lớn. Và cái việc lan tỏa mà chị Phương muốn chia sẻ với cả các chị em ở đây, đó chính là suy nghĩ có thể tạo ra rất là nhiều sức mạnh. Mình chỉ cần nghĩ rằng là gì, đây là cơ hội dành cho mình, thì giống như mình mở cánh cửa, khi mà mình mở cửa ra thì người khác mới bước vào được. Nhưng mà nếu như mình đóng sập cái cánh cửa suy nghĩ của mình vào, ôi cái này mình chết rồi, cái này mình không làm được đâu, Covid này mình tèo rồi, thì ngay từ đó mình đóng sập cánh cửa vào thì không có một cái cơ hội nào đến hết. Chính vì vậy mà các chị em hãy nghĩ rằng là gì, đây là một cơ hội cho mình. Và ngày hôm nay chúng ta ngồi ở trước cái live stream này thì đó chính là một cái tín hiệu đang đến với chúng ta. Là một cái tín hiệu đang đến với chúng ta. Và Ambi đã 5 năm rồi đã giúp đỡ rất là nhiều các chị em. Họ đã có những cái sự tự do, đã có sắc đẹp, đã có sự thịnh vượng, đã có kỹ năng, đã nâng cao được giá trị. Thì Phương tin rằng ngày hôm nay nếu như mà bạn đang ngồi ở cái live stream này, bạn ra quyết định và hợp tác với Ambi, thì bạn cũng hoàn toàn có được tất cả những gì mà những người khác đã làm được. Đúng là có trong đầu thì sẽ có trên tay, đúng không? Chính xác là như thế. Ôi dồi ôi, thích câu này quá cơ, đúng không nào? Thế là bạn Thu cũng quan điểm như vậy. Có trong đầu thì sẽ có trên tay. Chính xác. Và chắc chắn là với cái sự phát triển mạnh mẽ của Ambi trong năm vừa qua sẽ đem tới rất nhiều những cơ hội kinh doanh và cái sự đổi đời, sự thay đổi cho tất cả các chị em phụ nữ, đúng không? Đặc biệt là trong cái tình hình dịch bệnh này, chính đúng không? Xác. Dịch bệnh nó là một gọi là một cái gì? Một cái khó khăn, đúng không? Một cái khó khăn, nhưng mà trong khó khăn chúng ta sẽ nhìn thấy cơ hội, đúng không? Nó là cái cơ hội mà để chúng ta có thể có những cái cơ hội kinh doanh, chính đúng xác. Không? Nó rất là tốt và đem lại thu nhập, mà thậm chí không phải là đem, quan trọng ở đây á vẫn là truyền giá trị và mang lại sắc đẹp cho tất cả mọi người. Cái đấy mới là cái cốt lõi đó, còn cái kinh doanh chỉ là cái đi theo thôi, đúng đó. Rồi nên Hà Thu cũng có tìm hiểu và cũng biết bác sĩ Hải cũng đã sử dụng các sản phẩm của Ambi Việt Nam. Vậy thì bác sĩ chia sẻ như thế nào về những cái sản phẩm của Ambi Việt Nam và có điểm gì khác biệt so với các sản phẩm khác ở trên thị trường ạ? Rồi thì về cơ bản thì cái việc mà sản phẩm lựa chọn cái việc sản phẩm á, thì ở hiện tại thì bây giờ có rất nhiều cái thương hiệu hay là cái sản phẩm đó, và cái việc mà mình lựa chọn cái sản phẩm mà mình sử dụng á, thì bao giờ cũng phải, thứ nhất là phải biết được rõ cái nguồn gốc xuất xứ của nó, nguồn gốc xuất xứ của nó như thế nào. Cái thứ hai là về cái thành phần cũng như là cái dạng bào chế của nó ra sao đó. Rất nhiều cái thương hiệu mỹ phẩm đã gửi bộ sản phẩm cho mình để mình test, nhưng mà khi mà mình nhận được sản phẩm và mình thấy rằng là, thứ nhất mình xem thành phần, dạng bào chế cũng như là cái công dụng của nó, và mình thấy không ok là mình bỏ luôn đó. Và mình tại vì sao, tại vì mình đã mất rất nhiều thời gian để mình chăm sóc da để có một làn da như thế này đó, và khi mà mình sử dụng linh tinh đó và không tốt thì làm sao, da của mình rất là tệ, và nếu mà da của mình tệ thì coi như là mình bỏ cái nghề luôn, bỏ và làm bác sĩ thẩm mỹ luôn đó. Còn về mỹ phẩm của Ambi thì thứ nhất là nguồn gốc xuất xứ rõ ràng rồi, đúng không ạ? Cái thứ hai là mình cũng thấy là chiết xuất hoàn toàn là từ thiên nhiên
đó, và nó sẽ lành, rất là lành tính và chủ yếu là thiên về là sao và đặc biệt là cái bộ sản phẩm của GMB thì nó rất là đa dạng, nó rất là đa dạng từ cái việc mà chăm sóc da làm sạch cơ bản này cho đến làm sạch chuyên sâu và cho đến là cả những cái sản phẩm làm đẹp nữa. Và điểm đặc biệt mấu chốt ở đây là có rất nhiều các sản phẩm, mà các sản phẩm này thì nó sẽ làm sao nó sẽ phù hợp cho tùy theo tình trạng da khác nhau. Mỗi cái tình trạng da thì mình sẽ lựa chọn trong sản phẩm INB những cái sản phẩm phù hợp để cho mà phù hợp với làn da thì khi đó sẽ đem lại hiệu quả nhất. Đó thì đấy là cái mà mình rất là thích, đặc biệt là cái việc mà nó phù hợp cho cả những người mà mới bắt đầu skincare, mới bắt đầu chăm sóc da cơ bản. Tại vì chị cũng thấy là trong những cái bộ sản phẩm của mình thì đủ bộ đúng không? Ừ. Thiếu cái gì đâu đúng không? Không thiếu gì đúng không? Từ cái việc chăm sóc da làm sạch cơ bản ở nhà thôi, đến dưỡng da, bảo vệ da rồi đến làm đẹp nữa đúng không? Em thấy là có cả son môi đúng không? Son môi hay là trang điểm nữa, đấy đầy đủ hết. Thế nên là dường như là hình như là mà bao quát hết được những cái nhu cầu thiết yếu trong cái việc làm đẹp rồi. Đó. Nói chung là khách hàng cần gì thì INB đều có. Đúng rồi, đều có hết rồi. Đó, thế này không chạy đâu được. Không chạy đâu đấy. Dạ. Và ngay khi mà được lắng nghe những chia sẻ đến từ bác sĩ Hải thì đã có rất là nhiều quý vị khán giả comment là đây ạ, có quý vị khán giả tên là Lệ Bích comment là bác sĩ chưa có vợ đâu. Ui đây chính ơi. Là cơ hội. Cơ hội đúng không ạ? Vâng ạ, cũng có các quý vị khán giả comment là những cái chia sẻ của chị Phương đã truyền động lực cho các bạn, như là bạn Huyền Trang đây ạ, đã truyền động lực cho bạn Huyền Trang. Rồi đến với INB thì em Nhung được thay đổi bản thân và sự phát triển về kinh tế. Chắc chắn đó sẽ là những cái giá trị mà chị Phương đã chia sẻ tới cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta đến với những câu hỏi mà các quý vị khán giả đã gửi về cho hai vị khách mời của chương trình thì Hà Thu cũng xin được thay mặt cho ban tổ chức, chúng ta sẽ cùng công bố danh sách các bạn khán giả nhận được phần quà mini game ạ. Vâng ạ. Ở phần đầu thì chúng tôi có chia sẻ phần quà, đó là những cái sản phẩm vô cùng giá trị dành cho quý vị khán giả khi mà tham gia chương trình mini game cùng với Hà Thu và hai vị khách mời của chương trình. Và một lát nữa thì chúng tôi sẽ gửi tới tất cả các bạn về danh sách dành cho những vị khán giả đã may mắn nhận được phần quà này. Và quý vị thân mến, với những vị khán giả mà có những câu hỏi hay nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng sẽ gửi tặng các quý vị những phần quà đặc biệt của đấy, chương trình. Hôm nay các chị em còn được vừa được hỏi lại còn vừa được quà đấy, đấy. Đấy. Nhưng mà chỉ này, có 5 phần quà đấy. Bình thường nhá. Là để hỏi bác sĩ là có khi là phải có một buổi tư vấn không phải mất tiền đấy đúng không? Đấy. Ngày hôm nay đấy. Là hoàn toàn INB là được lắng nghe những chia sẻ đến từ bác sĩ, rất là tuyệt giá vời trị quá. Rất là là hữu ích cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên là tag thêm những người bạn của mình ạ, để chúng ta cùng nhau lan tỏa những giá trị này đến cho những người thân yêu của mình. Đã có rất nhiều quý vị khán giả đặt câu hỏi về cho các bác sĩ đây rồi ạ. Có lẽ là Hà Thu xin được phép mà lọc ra những câu hỏi mà thiết thực nhất gửi tới cho tất cả các vị khách mời của chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, hiện giờ thì có một bạn có nickname là Nguyễn Thị Vân ạ, có đặt câu hỏi là da dầu thì có cần dùng dưỡng ẩm cho da hay không? Như câu hỏi này thì bác sĩ cũng vừa trả lời rồi đúng không ạ? Nhưng có vẻ như đây là cái vấn đề mà rất nhiều các chị em quan tâm. Rất nhiều người quan tâm. Thì cái chủ đề mà da dầu mà cần dưỡng ẩm không thì thực sự là rất nhiều người quan tâm và nó cũng là một cái thói quen sai lầm mà rất nhiều người gặp phải. Đó thì vừa ấy mình cũng đã chia sẻ rồi. Nếu mà bạn ấy mà xem với Sun Livestream thì chắc là cũng nhận được cái câu trả lời của mình rồi. Bác sĩ có thể là tổng kết lại cái câu trả lời của mình được không ạ? Thì tổng kết lại thì cái việc mà cho dù là da dầu hay là da khô thì đều cần cấp ẩm cho da hết. Đó, và đặc biệt là da dầu thì càng cần cấp ẩm cho da hơn. Khi mà da dầu mà được cấp ẩm thì sao? Thì nó sẽ hạn chế được tiết dầu. Hạn chế được tiết dầu thì lỗ chân lông đỡ to hơn, da nó sẽ mịn màng hơn. Và khi mà da đủ độ ẩm thì da luôn luôn lúc nào cũng căng mướt hơn, mịn màng hơn và nó sẽ hạn chế được những cái vấn đề lão hóa da cũng như là các vấn đề về mụn hay là những cái vấn đề về các vấn đề sắc tố da, ví dụ như nám tàn nhang. Đó, tại vì nám tàn nhang là những cái vấn đề mà cực kỳ nhạy cảm với cái vấn đề da khô hay là ánh nắng mặt trời. Thế nên là chúng ta càng cần phải cấp ẩm cho da nhiều hơn. Vâng ạ, với câu hỏi này được rất nhiều các chị em quan tâm thì INB cũng xin được gửi tặng một phần quà đến cho chị Nguyễn Thị Vân ạ, với
số điện thoại là 090-219-88XX với câu hỏi là da dầu có cần dùng dưỡng ẩm cho da hay không? Thì chúng tôi xin được gửi tặng phần quà đến cho chị Vân, đó là một sữa dưỡng Daily Beauty Age Away. Và đây chính là giải pháp giúp duy trì làn da tươi trẻ cho phái đẹp. Sản phẩm hỗ trợ làm mờ vết nhăn và bảo vệ da khỏi những dấu hiệu của sự lão hóa. Và xin được chúc mừng chị Vân với phần quà đến từ ban tổ chức của chương trình ạ. Và câu hỏi tiếp theo ạ, Hà Thu sẽ lựa chọn trong số rất nhiều câu hỏi đây, quá trời câu hỏi. Chúng ta sẽ lựa chọn một câu hỏi mà được rất nhiều các chị em phụ nữ quan tâm. À, một câu hỏi liên quan đến kem chống nắng đấy ạ. Bởi vì vừa rồi chị Phương có chia sẻ về sản phẩm kem chống nắng vô cùng hiệu quả của ANB. Kem chống nắng của ANB thì phù hợp cho những loại da nào ạ? Đây là câu hỏi của chị Hoàng Thị Trang. Và lại câu hỏi này sẽ được mời chị Phương ạ, sẽ giải đáp ạ. À, kem chống nắng của ANB thì phù hợp với những loại da nào? Thì như vừa nãy á, thì là bác sĩ Hải có chia sẻ là kem chống nắng thì nó có 3 loại. Là kem chống nắng vật lý, kem chống nắng hóa học và kem chống nắng mix hỗn hợp, đúng không nào? Thì kem chống nắng của ANB Việt Nam thì đó chính là một sản phẩm về kem chống nắng vật lý, hoàn toàn là vật lý. Và với cái sản phẩm kem chống nắng này thì hầu như gọi là all skin luôn á, thì là mọi loại da thì nó rất là phù hợp. Thì như ban đầu thì cũng giống như là cái triết lý mà như Phương có chia sẻ với cả Hải này và em Hà Thu, rằng là khi mà lựa chọn một cái sản phẩm dành cho thị trường thì ANB luôn luôn hướng tới một cái sản phẩm nào đó mà có thể phục vụ cho đa số mọi người. Vì là bao giờ cũng như thế, thì mình là một cái đơn vị, là thứ nhất là mình là kinh doanh thương mại, thì bao giờ mình cũng tìm tới những cái thị trường rộng để mình có thể phục vụ. Như vậy thì mình cũng sẽ không có kén khách. Và thứ hai là cái quan điểm của mình mong muốn là mình phục vụ cho rất là nhiều người, mong muốn cho tất cả chị em phụ nữ thì đều được đẹp lên. Chính vì vậy mà Phương luôn luôn tìm những cái sản phẩm nào thế là nó sẽ không quá là khó tính, nó cũng không quá là sử dụng quá là khó, rồi là nó đòi hỏi những cái kỹ thuật này kia. Chính vì vậy mà quyết định là lựa chọn đó là cái sản phẩm dòng kem chống nắng vật lý. Và kem chống nắng vật lý này thì hầu như tất cả mọi loại da thì đều có thể sử dụng, da dầu này hay là da khô hay là da hỗn hợp, tất cả mọi người đều có thể sử dụng được hết. Và cái lứa tuổi để sử dụng thì nó cũng rất là phong phú, vì là cái sản phẩm kem này thì nó rất là lành tính, nó không gọi là không kén gọi là da nọ hay da kia gì cả. Chính vì vậy mà hầu như là ai cũng có thể sử dụng được. Và chúng ta cứ dùng như là vừa rồi là bác sĩ Hải đã chia sẻ với chúng ta. Chị rất là thích bác sĩ Hải vì là nói là gì, nếu như mà cái kiểu là nếu như mà ban tối đúng không, buổi tối chăm sóc ơi là chăm sóc, xong ban ngày chẳng bảo vệ gì thì như thế là vứt đi nhờ, đúng không? Đó, thì đặc biệt là cái kem chống nắng vật lý thì thường nhận biết là trong cái kem chống nắng thường có cái thành phần là kẽm oxit và titan oxit. Thì khi mà có hai cái thành phần này thì chắc chắn đó là kem chống nắng vật lý, hoặc là kem chống nắng hỗn hợp vừa vật lý vừa hóa học. Đó, nhưng mà chắc chắn là có thành phần vật lý thì nó sẽ là kem chống nắng vật lý. Đó, cái thứ hai là kem chống nắng vật lý thì thường nó xem là cái nhận biết, cách nhận biết thứ nhất là thành phần. Cái thứ hai là cái nhận biết thứ hai là cái chất kem của nó thường là nó cũng không quá đặc nhưng mà cũng không quá loà, mà nó vừa phải và phù hợp với làn da của chúng ta. Và thường nó sẽ có màu trắng xóa. Hay là em lấy một cái kem chống nắng này để bác sĩ có thể mở ra cho mọi người xem một tí nhá. Thì thực ra trong này có cái sản phẩm kem chống nắng đúng không? Thì thực ra kem chống nắng này em đang dùng rồi. Đó, em đang dùng rồi và em đã tư vấn cho rất nhiều khách. Mới quên à? Bóc dạng được. Bóc nhá. Đó, thì thực ra cái kem chống nắng này thì em đã sử dụng rồi và cũng đã tư vấn cho rất nhiều khách hàng rồi. Thì mọi người sẽ thấy là cái chất kem của nó là cái chất kem màu trắng. Đó, cái chất kem màu trắng thì khi mà mình dùng trên da ấy, thì đối với nó là sẽ làm cho da của mình nó sáng hơn 1-2 tông. Đó, thế nên là mọi người nếu mà da mà muốn da trắng sáng hơn, mịn màng hơn một xíu á, thì mình hoàn toàn có thể sử dụng cái kem chống nắng này da, dùng da vừa là bảo vệ da mà vừa làm cho da sáng hơn. Cái vấn đề tiếp theo là trong đây thì cái dạng bào chế của nó ấy, thì nó có cả kẽm oxit và titan oxit, vì vậy mà nó có tác dụng kiềm dầu nữa. Đó, tức là có khả năng kiềm dầu. Đúng rồi, nó có khả năng kiềm dầu nữa, nên là khi mà sử dụng kem chống nắng này thì sau khoảng 10-15 phút thì nó rất là khô ráo và nó không bị bóng giống như kiểu kem chống nắng hóa học. Kem chống nắng hóa học thường có nhiều dầu hơn. Đó, còn kem chống nắng này thì nó rất là khô ráo, thế nên là khi mà dùng trên da thì hạn chế được tối đa cái vấn đề bít tắc. Đó, hạn chế tối đa cái vấn đề bít tắc. Và thứ hai, nó kiềm dầu, thì khi dùng trên da thì cả một ngày của chúng ta thì da của chúng ta sẽ khô ráo và thông thoáng hơn. Đó, và khi mà nếu mà nó bị bít tắc thì nó dễ sinh ra mụn. Đó,
Thì đấy là cái vấn đề tiếp theo. Cái vấn đề tiếp theo là khi mà sử dụng cái kem chống nắng này thì chúng ta nếu mà không tiếp xúc quá nhiều về nắng mặt trời, đó, cũng như là không tiếp xúc quá nhiều về nắng mặt trời hoặc không ra ngoài nắng nhiều, thì chúng ta một ngày chúng ta chỉ cần bôi một lần là chúng ta cũng có thể bảo vệ da cả ngày rồi. Đó, tại vì sao? Tại vì cái lớp mọi người sẽ thấy là cái kem chống nắng, chị sẽ thấy là ở trên da chúng ta sẽ có màu trắng xóa này, tức là nó còn ở trên da, tức là nó còn khả năng bảo vệ da của chúng ta. Chứ không giống như kem chống nắng hóa học là nó sẽ chống nắng theo cái cơ chế là hấp thu, có nghĩa là hấp thu tiêu UV vào và chuyển hóa từ cái hoạt chất có khả năng chống nắng sang hoạt chất không có khả năng chống nắng nữa. Tức là khi mà tiếp xúc với mặt trời một thời gian là kem chống nắng nó hết tác dụng. Đó, nhưng mà cái kem chống nắng vật lý là tức là còn ở trên bề mặt da là còn tác dụng chống nắng. Đó. Mà chị thích là nó lại còn có khả năng là nó hơi bật tông da một tí. Đúng rồi, nó sẽ làm cho da sáng hơn một xíu. Nên là chị thì bình thường đi ra ngoài chị chỉ cần một chút kem chống nắng. Sau đó thì nếu mà thích thì mình có thể thoa một tí BB cream lên ấy, là chị tự tin cả ngày luôn. Bóng đó. Nên là lý do tại sao mà mọi người cứ khen em là da làm sao chẳng thế. Các chị em đã xem livestream ngày hôm nay cũng khen là da của bác sĩ quá đẹp. Da làm sao trắng thế là cũng là một phần, cũng là một phần sử dụng cái kem chống nắng này. Đó. Hôm nay là khám phá được bí quyết của bác sĩ. Thế nên là mọi người chịu khó đấy, là cực kỳ khô ráo mà không bị bóng gì cả. Cái tiếp theo là cái kem chống nắng này, trên vỏ nhãn của nó có ghi cái từ Waterpure, là cái kem chống nắng kháng nước. Đó. Thế nên là nó rất phù hợp cho cái mùa hè này. Tại vì rồi. Mùa hè là mồ hôi nhiều, dầu đổ nhiều đúng không? Thì nó sẽ không bị trôi. Thế nên nó sẽ có các bảo vệ rất tốt. Cái thứ hai là này, làm sao chúng ta đi du lịch đó, mà chúng ta đi tắm biển đúng không thì không sợ bị trôi. Đó, nên là nó sẽ tác dụng bảo vệ và làm sao chống nắng vào, và đặc biệt đi biển thì nó làm sao đỡ sạm da hơn. Đó, thế nên là cái kem chống nắng này rất là thích. Và đặc biệt cái thích nữa, chị biết là gì không? Em thích gì nữa nào? Chị biết em thích gì ở kem chống nắng đấy nữa? Chị chưa biết, rất đẹp, cần em bật giá của nó cực kỳ thích. Đó, rất nhiều so với những sản phẩm mà cũng là từ xuất phát từ Hàn Quốc. Đó, và quan trọng là nó phù hợp với mọi loại da. Tại sao? Da dầu thì làm sao? Nó kiềm dầu, nó khô ráo. Vì mọi người phải hình dung là kem chống nắng, tác dụng của nó làm sao? Là bảo vệ da là chính. Nhưng mà bảo vệ da và khi mà tùy theo tình trạng da mà mình lựa chọn kem chống nắng phù hợp. Nhưng mà kể cả da khô mình hoàn toàn có thể sử dụng được cái kem chống nắng này. Và da khô thì mình nên là quan tâm đến cái việc mà giữ ẩm cấp nước thêm một tí đúng không? Ẩm cấp nước cho nó, chứ không phải là sử dụng cái kem chống nắng có nhiều dầu để mà làm cho da của mình nó đỡ bị khô hơn. Đấy. Thế nên là mọi người chú ý trong cái vấn đề này. Đó, và đặc biệt là trong cái thành phần mà kẽm oxit thì nó có tác dụng là kháng viêm nhẹ. Đó, kháng viêm nhẹ, thế nên là nó hoàn toàn, và thứ nhất kháng viêm này, thứ hai khô ráo này, kiềm dầu này. Đó, và thứ ba là chống bít tắc. Thì nó quá phù hợp cho da mụn. Đó, những da mụn thì những cái sản phẩm này nó phù hợp hơn. Và tiếp theo là những cái kem chống nắng vật lý thì thứ nhất là nó lành tính rồi. Lành tính. Thế nên là đối với da mà mỏng đỏ yếu hay là da kích ứng nhạy cảm thì hoàn toàn là không bị kích ứng. Và rất cực kỳ phù hợp, nó chống được, nó tránh được tối đa cái việc mà bị kích ứng da. Đó, không giống như kem chống nắng hóa học là nó chứa nhiều cái thành phần hóa học. Và cái kem chống nắng hóa học thì độ chống nắng càng cao, tức là càng nhiều hóa chất hóa học, vì vậy mà nó có nguy cơ gây kích ứng hơn. Cái thứ hai là khi mà mọi người hình dung là cái những cái hợp chất hóa học trong kem chống nắng hóa học ấy, khi mà mình bôi trên da thì khi mà tiếp xúc với tia UV thì nó sẽ chuyển hóa thành một cái hóa chất khác. Thì có nghĩa là mới đầu thì có thể là mình bôi cái kem chống nắng hóa học chưa chắc là đã bị kích ứng đâu. Nhưng mà sau đó lại bị kích ứng bởi những cái sản phẩm của quá trình sau khi mà tiếp xúc với tia UV, thế nên là nó có nguy cơ kích ứng và nhạy cảm nhiều hơn so với cái việc sử dụng kem chống nắng vật lý này. Thế nên là em thường là khuyên tư vấn cho mọi người là thường là lựa chọn kem chống nắng vật lý. Dễ dùng, lành tính. Lành tính mà phù hợp với mọi loại da. Đặc biệt là da hạt kích ứng nhạy cảm hoàn toàn, đúng rồi, hạt rẻ nữa. Liệu đây có phải cái sản phẩm mà best seller của bên mình không mà chị Phương? Em thấy rất nhiều các fan hâm mộ đang vào comment này ạ. Rất nhiều các chị đã dùng sản phẩm này rồi và chia sẻ trải nghiệm và rất là tuyệt vời. Thực ra thì sản phẩm của An của An B thì chị thấy cái nào cũng best seller. Cái nào best seller? Em ơi, cái gì cũng
rất là thứ nhất là như chị vừa nói với cả Hà Thu ấy, là cái việc là giá thành sản phẩm công ty luôn luôn cân nhắc rất là nhiều, và khi mà lựa chọn một cái hình thức kinh doanh khi mà mình sử dụng online, mình chuyển đổi hoàn toàn thành online thì tiết kiệm cực nhiều chi phí cho các chị em luôn, mà đặc biệt thì lại còn sản phẩm nhập khẩu 100% nhập khẩu chính ngạch luôn. Đúng rồi, mà đợt vừa rồi là em đặt về là hết. Lấy bác sĩ. Phải đợi mất 1 tuần 10 ngày thì mới có sản phẩm thêm về để cho em, tại vì khách bên em đã đặt rất nhiều rồi. À ui rồi đấy. Và thường là bác sĩ đặt số lượng lớn đấy chứ ạ. Em mua là được ngay, em mua qua chị Phương là được ngay. Nhưng mà đôi khi các bạn không biết đó, thì mà đôi khi là các đại lý đặt rất nhiều trước rồi. Thế nên là mình dùng xong nghiện đúng không ạ? Đúng rồi, dùng rất là thích, và đặc biệt là tất cả các đối tượng học sinh đó thì đều hoàn toàn có thể sử dụng được. À học sinh, rất là tuyệt vời. Thì học sinh nên là giá chưa có nhiều tiền, đó thì lại phù hợp, mà kể cả là độ tuổi trẻ đúng không, học sinh thì da dầu mà hay bị mụn cũng đã phải bảo vệ da đúng rồi. Thì nên sử dụng những cái sản phẩm này thì nó sẽ là tốt nhất. Tuyệt vời. Còn với câu hỏi về kem chống nắng được rất nhiều các chị em quan tâm, thì chúng tôi xin được gửi tặng phần quà là một hộp kem chống nắng ạ, đến cho bạn khán giả có nick Facebook là Hoàng Thị Trang với số điện thoại là 0987321xx. Xin được chúc mừng bạn Trang với sản phẩm kem chống nắng Manchi Sun Cream SPF 50 cộng PA, chống nắng toàn diện, bảo vệ da trước tác động của ánh mặt trời và môi trường, hỗ trợ chống nhăn và hỗ trợ chống lão hóa. Xin được chúc mừng bạn Trang với sản phẩm vô cùng giá trị đến từ IMB Việt Nam. Và chúng tôi xin được lựa chọn thêm một câu hỏi tiếp theo. Hiện giờ thì đã có rất nhiều các câu hỏi gửi về cho chương trình. Cùng với đó thì tôi xin được gửi tặng những món quà đến từ IMB Việt Nam dành cho những câu hỏi mà chúng tôi ngẫu nhiên lựa chọn, được rất nhiều các chị em phụ nữ quan tâm. Câu hỏi tiếp theo xin được lựa chọn câu hỏi của bạn Lê Thị Thúy ạ. Xin được dành cho bác sĩ cũng như là chị Phương với câu hỏi là dùng sữa rửa mặt xong thì chúng ta có cần dùng toner hay không ạ? Một câu hỏi Hà Thu nghĩ là cũng được rất nhiều các chị em phụ nữ quan tâm. Rồi, thì nếu mà là em thì em nghĩ là có cần không? Em dùng combo đầy đủ của chị Phương. Mà dùng gì là em dùng đấy. Em nghe là chị Phương anh ạ. Thế là nghiện rồi đúng không? Rồi đó. Thì thực ra là cái việc mà sử dụng sữa rửa mặt xong có cần dùng toner hay không là phụ thuộc vào cái việc mà sữa rửa mặt đó là sữa rửa mặt như thế nào. Đó, tại vì hiện tại bây giờ trên thị trường rất là nhiều cái loại sữa rửa mặt mà họ bào chế ra nhưng mà họ không có dung dịch cân bằng, không có toner. Thực ra thì nước hoa hồng hay là dung dịch cân bằng hay là toner nó là một cái dung dịch để cân bằng pH cho da. Đó, thì khi mà chúng ta rửa mặt xong thì thường là các loại sữa rửa mặt thường là nó sẽ hơi có bọt hoặc có nhiều bọt một chút. Đó, mang tính kiềm để làm sao để làm sạch được, hòa tan được cái dầu nhờn trên bề mặt da của mình và làm sạch hết những cái bụi bẩn cũng như cái dầu thừa hay là chất tiết, chất cặn bã trên da của chúng ta, làm cho bề mặt da của chúng ta sạch hơn, mịn màng hơn. Thì khi mà chúng ta sử dụng những cái sữa rửa mặt đó thì thường nó có tính kiềm, đúng không? Thì nó sẽ làm thay đổi pH trên da của chúng ta. pH trên da của chúng ta là pH sinh lý, là thường là hơi axit một xíu, là thường là 4.5 đến 5.5. Đó, thế nên là khi mà sử dụng một cái sản phẩm kiềm trên da đúng không, thì nó sẽ làm cho da của chúng ta bị kiềm hóa. Đó, thì khi đó chúng ta phải cần sử dụng toner để chúng ta lại cân bằng lại pH cho da. Đó, thì khi mà pH ở trạng thái sinh lý thì nó sẽ là tốt nhất, bảo vệ da của chúng ta tốt nhất, tránh được những cái tác nhân xâm nhập ở bên ngoài hay những tác hại khác. Đó, cũng như đặc biệt là những cái vi khuẩn hay virus gây hại cho da. Đó, đấy là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai là sao? Là nó còn làm sao cân bằng cấp ẩm cho da ngay tức thì sau đó nữa. Thì nó sẽ làm cho da của chúng ta nó đỡ bị khô và nó căng mướt hơn. Và một cái điều đặc biệt nữa là chúng ta nên sử dụng những sữa rửa mặt và toner của cùng một hãng là sẽ là tốt nhất. Đó, rất nhiều người có quan điểm rằng cái việc mà lựa chọn những cái sản phẩm tốt nhất của một hãng hoặc những cái hãng khác nhau để mix vào trong cái quá trình chăm sóc dưỡng da, điều đó thể hiện là sự hiểu biết của họ này, sự tìm tòi, cũng là cái việc mà làm sao mong muốn có một làn da tốt nhất, đúng không? Thì cái đó là hoàn toàn chính xác thôi, nhưng mà riêng với sữa rửa mặt và toner thì nên sử dụng của cùng hãng. Mọi người biết tại sao không? Em Hà Thu được cứ dùng hết của chị Phương thôi. Tại vì sao? Tại vì cái sữa rửa mặt chỉ có cái hãng đó, cái hãng ví dụ cái hãng IMB này tạo ra cái sữa rửa mặt đó thì mới biết là cái sữa rửa mặt của mình
nó làm thay đổi pH trên da của chúng ta là bao nhiêu. Oh. Thì khi đó nó sẽ bào chế cái dung dịch cân bằng tương ứng đúng rồi, để bù lại, cân bằng lại pH trên da. Ừ. Thế nên là chúng ta đã sử dụng cái sữa rửa mặt và dung dịch toner của cùng một hãng thì sẽ là tốt nhất. Oh. Đó. Thế là cái việc còn lại thì có những hãng khác. Ừ. Có những hãng khác họ cũng bào chế ra những sữa rửa mặt nhưng mà nó không làm thay đổi pH trên da. Thế nên là cũng không cần thiết để dùng dung dịch cân bằng. Đó, tại vì nó không làm thay đổi pH trên da thì mình cũng chả cần làm, mà mình cũng không cần phải dung dịch cân bằng để làm cái gì cả, tự nhiên là nó thừa ra. Ừ. Đó. Tuy nhiên là những cái sữa rửa mặt mà nó mà không làm thay đổi pH trên da thì thường khả năng làm sạch của nó hạn chế lại hơn. Thấp. Ừ. Đúng rồi, hạn chế hơn. Ví dụ như Cetaphil chẳng hạn vậy. Ừ. Nó rất là lành tính đúng không? Ừ. Nó dù hợp dành cho da mụn nhưng mà nó rất nhiều người thấy rằng là rửa cảm giác không, là không đủ sạch. Phê. Đúng rồi, không đủ sạch và cảm giác là không đủ sạch. Ừ. Thế nên là nó sẽ chỉ phù hợp cho một số cái tình trạng da kích ứng nhạy cảm. Đó, vì tại vì nó cực kỳ lành tính mà. Ừ. Đó. Thế nên là cái việc mà có cần dung dịch cân bằng hay không là tùy thuộc vào cái sữa rửa mặt của bạn đang sử dụng là sữa rửa mặt loại gì. Ừ. Đó, và chúng ta cần phải tìm hiểu cụ thể, hoặc là nếu mà chưa biết thì chúng ta sẽ tìm hiểu đến các chuyên gia tư vấn để làm sao bên sản phẩm đó để làm sao có được câu trả lời tốt nhất. Ừ. Đó, còn lại thì câu trả lời của mình là sẽ là tùy thuộc vào cái sữa rửa mặt đó và tùy thuộc vào hãng nó như nào. Ừ. Không chỉ có Hà Thu đâu ạ, mà kể cả chị Nguyễn Thị Mỹ Hảo này, hay là chị Lại Tươi, chị Ngô Thu Sang cũng đều là fan của IMB. À. Và các chị đều dùng tất cả các sản phẩm của IMB. Đó. Tại vì nên chúng tốt, ta không cần không? Phải suy nghĩ rằng là chúng ta có nên dùng toner loại này hay là dùng sữa rửa mặt loại kia hay không, dùng tất cả của IMB. Vâng ạ, rất nhiều tại các vì đầy đủ đang... hết mà có thiếu cái gì đâu. Chính xác ạ, tất cả gói gọn trong bộ sản phẩm của IMB. À. Vâng ạ, và với câu hỏi được rất nhiều các chị em phụ nữ quan tâm thì chúng tôi cũng xin được gửi tặng món quà đến cho chị Lê Thị Thúy với số điện thoại là 0977951XX với câu hỏi dùng sữa rửa mặt xong để có cần dùng toner hay không, thì vừa rồi bác sĩ Hải cũng đã giải đáp cho chị rồi. Xin được chúc mừng chị với sản phẩm món quà nước hoa hồng Daily Beauty Age Away, là sản phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên, không chỉ hỗ trợ dưỡng ẩm cho da mà còn hỗ trợ phục hồi sự tươi trẻ cho da từ sâu bên trong. Xin được chúc mừng chị Thúy với bộ sản phẩm vô cùng tuyệt vời đến từ IMB Việt Nam. Wow. Và một câu hỏi tiếp theo chúng tôi xin được lựa chọn ngẫu nhiên, một câu hỏi về sản phẩm tẩy da chết của IMB ạ. Với câu hỏi của bạn Phan Thủy Tiên, tẩy da chết của IMB thì phù hợp với những loại da nào ạ? Vâng ạ, câu hỏi này xin được mời chị Phương ạ. Ôi là chị Phương à? Dạ. Sản phẩm tẩy da chết ạ. Cái tẩy da chết của IMB, tẩy da chết là một trong những cái bước là gọi là làm sạch sâu. Vì nếu mà làm sạch bình thường thì chắc là có tẩy trang với cả sữa rửa mặt, nhưng chắc chắn là mình sẽ phải thêm một loại nữa là tẩy da chết. À, với tẩy da chết của IMB thì là cái dạng bào chế của nó là cái dạng mình gọi là cái dạng gel. Dạng gel. Bởi vì tẩy da chết thì nó cũng có một cái dạng nữa là cái dạng hạt. À, những cái hạt li ti đấy. À, thế thì IMB lựa chọn là cái dạng gel vì là thứ nhất là cũng là vì cái đối tượng mình cũng mong muốn là sử dụng cái sản phẩm này của mình là được nhiều nhất. Thứ hai nữa là cái việc là sử dụng dạng hạt thì cái gọi là cái dạng hạt thì đương nhiên nó cũng sẽ rất là sạch. Tuy nhiên thì nó cũng có một cái điểm hạn chế nhỏ nhỏ rằng là nếu như với những cái làn da mà làn da mỏng này, làn da kích ứng này, hoặc là những cái làn da mà yếu thì cái việc là chúng ta sử dụng lực bàn tay nếu như không cẩn thận thì chính đấy, những cái hạt này đó nó sẽ làm dây xước tổn thương chính xác rồi đấy, toàn những từ chuyên môn của bác sĩ hơn hẳn chị luôn. Thế còn cái dạng gel như thế này thì là nó sẽ gọi là dịu nhẹ hơn một chút, nó vẫn có khả năng là lấy đi những cái gọi là cái chất sừng này, gọi là lớp da chết ở trên da. Tuy nhiên thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn đó. Và cái da chết của IMB thì chị Phương thấy là mọi người cũng rất là thích. Một tuần thì là thông thường là như bản thân chị Phương thì thường tẩy da chết 2 lần. Em cũng tẩy 2 lần. 2 lần trên một tuần và mình tập trung vào cái vùng mũi. Chị Phương là da dầu mà là trán này, mũi này, cằm, là cả cái chữ vùng giữa tay này là mình sẽ tập trung mình tẩy nhiều hơn một chút. Và đối với tẩy da chết của IMB thì hầu như mọi loại da, kể cả da khô hay là da dầu thì đều có thể sử dụng được. Và Phương rất là thích là sau khi tẩy da chết xong một cái nhìn da của mình nó sáng hẳn lên. Trời ơi, nó sáng hẳn lên luôn. Và da chết trên bề mặt da được loại bỏ mà. Ừ đấy. Thế thì khi mà da chết được loại bỏ thì cái quá trình mà mình hấp thụ những cái dưỡng chất từ những sản phẩm chăm sóc khác
thì nó cũng sẽ có hiệu quả và tốt hơn rất là nhiều. Nên là đấy, chị thì trả lời rất là đơn giản thôi, đó là tất cả các mọi loại da đều có thể sử dụng được, kể cả những loại da là da gọi là yếu này, nhạy cảm này, da đó, hợp cũng dùng được mình đều có thể sử dụng được hết, bởi vì là cái dạng gel nó rất là mềm mại đó, chứ nó không phải là cái dạng hạt đó. Thì đấy là cái câu trả lời của chị nhé. Bác sĩ có bổ sung thêm gì không? Dạ, thì thực ra thì chị đã trả lời khá là đầy đủ rồi đó. Thì thực ra thì tẩy da chết thì nó sẽ có hai loại, là tẩy da chết hóa học và tẩy da chết vật lý đó. Thì tẩy da chết mỗi một loại thì nó lại chia ra thành hai dạng, là dạng hạt và dạng cuộn. Đó, dạng cuộn là thường như dạng gel vừa chị nói đấy. Thì dạng gel thì khi chị mọi người sẽ thấy rằng khi mà chúng ta mà xoa trên da ấy, thì nó sẽ thẩm thấu sâu vào lỗ chân lông của chúng ta hơn, và nó sẽ làm sạch những cái bụi bẩn, những cái bít tắc, những cái dầu thừa hay chất tiết sâu trong lỗ chân lông của mình. Đấy, thế nên là khi mà chị cảm giác là khi mà làm xong thì da sẽ sáng là sáng hơn, mịn màng hơn. Và nó cũng là một cái bước để mà làm sao khi mà nó loại bỏ hết những cái chất tiết cặn bã bụi bẩn rồi thì chúng ta sử dụng mỹ phẩm sau đó, nên trên bề mặt da thì nó sẽ thẩm thấu vào trong da tốt hơn. Đó. Và điều đặc biệt ở đây là đối với cái việc mà đối với những cái làn da dầu ấy, thì khi mà chúng ta tẩy da chết dạng cuộn, có nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta massage trên bề mặt da của chúng ta thì rất là mịn màng. Vì vậy mà nó sẽ không gây cái tình trạng mà tăng tiết nhiều dầu. Mà không gây rằng tình trạng tăng tiết thì dầu thì đỡ lỗ chân lông to này, đỡ mụn này. Đấy, rất nhiều vấn đề khác theo sau đó. Thế nên là nó sẽ phù hợp, rất là phù hợp, đặc biệt là cho da dầu mụn. Đó. Và kể cả là da khô thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng được. Đó, còn đối với những cái bạn mà kể cả là tại vì tẩy da chết của Anbi á, thì thứ nhất là nó sẽ phù hợp kể cả là da kích yếu và nhạy cảm thì hay là da mỏng đỏ yếu thì hoàn toàn có thể sử dụng được. Có, tại vì còn đối với những da khỏe hay là những cái da khác thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng những cái thường bây giờ ấy, rất nhiều người mà người họ lựa chọn cái những cái sản phẩm mà tẩy da chết hóa học, thường là có AHA hay BHA này, nó sẽ tác động mạnh mẽ trên da hơn và nó thiên về cả hỗ trợ điều trị nữa. Đó, tuy nhiên thì nó chỉ phù hợp cho đối với những da khỏe rất là khỏe và không bị kích ứng nhạy cảm gì cả. Đó, còn nếu mà da mà kích ứng nhạy cảm mà có AHA hoặc BHA, bản chất của nó là acid mà, thì nó sẽ gây kích ứng phản ứng dễ gây kích ứng phản ứng hơn. Đó, thế nên là mọi người chú ý làm sao để lựa chọn được những cái sản phẩm phù hợp với da của mình nhé. Tức là vẫn phải lắng nghe, nghe làn da của mình, đúng không nào? Thấu hiểu làn da của mình, hiểu như thế thì nó sẽ mới đem lại hiệu quả tốt nhất. Đó, còn lại sử dụng mà sản phẩm không hiệu quả, sử dụng vừa mất tiền, thậm chí là còn làn da của chúng ta tệ hơn nữa. Đó, thế nên là mọi người chú ý nhé. Bản thân Hà Thu thì cũng không có nhiều kiến thức lắm về tẩy da chết, nhưng mà da của em cũng là làn da nhạy cảm, mà dùng sản phẩm của Anbi xong thấy không hề vấn đề gì cả, chứng tỏ rằng nó rất là lành tính. Lành tính lắm. Dành cho mọi loại da. Tuyệt vời. Thì đây cũng sẽ là cái câu trả lời dành cho câu hỏi của bạn Phan Thủy Tiên với số điện thoại là 0913377 xx. Và xin được cảm ơn bạn Thủy Tiên đã gửi câu hỏi về cho chương trình, và chúng tôi cũng xin được gửi tặng bạn Thủy Tiên một phần quà, đó chính là sản phẩm tẩy da chết Daily Beauty Brightening Peeling Gel của Anbi Việt Nam. Và sản phẩm này dường như là mình có thể dùng hàng ngày, đúng không ạ? Em thấy có chữ Daily. Daily Beauty là tên của nhãn. Tất cả các sản phẩm của Anbi mình thì là đều là Daily Beauty. Nó rất là mang ý nghĩa là chúng ta đẹp mỗi ngày. Ví dụ như là cái bộ sản phẩm đánh thức thanh xuân này cũng như vậy. As the way of Tylerzing thì nó nghĩa là đánh thức thanh xuân. Đó là cái cách mà người ta đặt tên cho bộ sản phẩm đó. Và Daily Beauty thì là một cái tên của nhãn hiệu thôi. Đó là đẹp mỗi ngày. Chứ còn sản phẩm này thì không phải dùng mỗi ngày mà là chúng ta sẽ dùng. Nhân cái việc mà em nói thì cái từ Daily hay là ngày đó. Thì đối với cái sản phẩm tẩy da chết thì chúng ta đối với những cái làn da bình thường hoặc là đối với những làn da khỏe và hay là đặc biệt là đối với da dầu nhé. Đối với da dầu thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tẩy hàng ngày được. Tại vì làm sao? Tại vì ở đây là tức là da quá là dầu và nó phải là khỏe, đúng không? Cũng được, đúng không? Tại vì sao? Tại vì cái da dầu thì thường là tốc độ tái tạo rất là nhanh. Và tốc độ tái tạo nhanh thì vẫn dễ bị bít tắc và cái nấp sừng nó trên bề mặt da. Đúng rồi, và nó dễ bị bít tắc và thường da dầu thì nó cũng hay bị mụn là như vậy. Đó, thế nên là chúng ta, và đặc biệt là đối với cái sản phẩm này là nó lành tính. Nó là tẩy da chết vật lý và thiên về dạng cuộn. Vì vậy mà nó cũng không có thành phần AHA hay BHA gì cả. Nên là nó nhẹ nhàng và nó nên là hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng hàng ngày được. Để làm sao để cho bề mặt da luôn luôn thông thoáng, tránh tình trạng bít tắc, thì nó sẽ là một trong cái yếu tố mà làm sao ngăn ngừa các yếu tố tạo thành mụn. Ngăn ngừa yếu tố và nguyên nhân tạo thành mụn thì như thế thì nó sẽ đỡ mụn. Nó sẽ, và đặc biệt là nó dự phòng và ngăn ngừa mụn tái lại.
Đó, thì cái đó rất là hay. Tại vì sao? Đặc biệt là các bạn trẻ da mụn đó, đó thì không chỉ là chú trọng vào cái việc mà chỉ là sử dụng cái sản phẩm đặc hiệu, sản phẩm trị liệu, mà tất cả các sản phẩm chăm sóc dưỡng da đều phải góp phần kiểm soát và ngăn ngừa mụn, thì như thế nó mới hiệu quả và thành công, chứ chỉ chăm vào cái việc mà chỉ là sản phẩm trị liệu thôi mà trong khi lựa chọn những cái sản phẩm khác lại không phù hợp đối với da dầu mụn, thì như thế nó điều trị mụn cũng sẽ không hiệu quả. Đó, thế quá trời những thông tin hữu ích của bác sĩ. Thế là mọi người phải chú ý hơn. Đó. Dạ, hay quá. Bây giờ quá nhiều câu hỏi này, em không biết lựa chọn câu hỏi nào. Chắc là mình sẽ cho thêm một câu hỏi cuối cùng chứ nhỉ? Câu hỏi cuối cùng ạ. Vâng, Hà Thu sẽ lựa chọn ngẫu nhiên và câu hỏi cuối cùng. Chị thấy có một cái nói về bác sĩ cho hỏi làm thế nào giúp đôi mắt không còn quầng thâm, tạm biệt với gấu trúc. Rồi chị nào hỏi yêu thế. Mắt đúng ạ. Gấu trúc. Dạ. Thì thực ra là cái vấn đề mà thâm quầng mọng mắt á, thì nó rất nhiều nguyên nhân. Đó. Thì mọi người phải thấy là khi mà muốn giải quyết một cái vấn đề nào đó, thì kể cả là trong cuộc sống hay là áp dụng vào cái vấn đề làm đẹp thì cũng tương tự như thế thôi. Tại vì mọi cái vấn đề chúng ta phải giải quyết được cái căn nguyên, cái nguyên nhân gốc rễ, thì khi đó mới cái hiệu quả nó mới được bền vững và lâu bền. Đó, thì cái việc trước khi mà giải quyết cái tình trạng này thì chúng ta phải làm sao? Đầu tiên chúng ta phải giải quyết cái nguyên nhân, dự phòng nguyên nhân. Đó, và khi mà giải quyết được cái nguyên nhân đó thì chúng ta tác vọng vào, thì sau đó thì kết quả nó sẽ được lâu dài hơn. Còn nếu mà chúng ta chỉ giải quyết cái phần ngọn thôi thì cái việc mà nó lại tái lại là điều bình thường. Đó, và khi rất nhiều nguyên nhân ở đây thường nhá, một số nguyên nhân thường là do tuổi tác lão hóa này. Đó, thì đấy là do cái nguyên nhân tất yếu rồi. Ngoài ra thì có những nguyên nhân ví dụ như là thức khuya này, thức khuya stress, hoặc là ngủ muộn không ngủ được chẳng hạn vậy, hoặc là do giận dỗi người yêu khóc nhè nhiều chẳng hạn vậy, khóc nhè nhiều đó, là thâm rồi sưng lên đó, hay là do cái việc mà chúng ta thói quen sinh hoạt này, uống ít nước này, hay là cái việc mà mỗi tối là chúng ta cứ cầm điện thoại chăm lên như này này, nó sẽ làm mắt của chúng ta mỏi hơn, và nó sẽ làm tăng sinh cái việc mà thứ nhất là tăng sinh cái sắc tố ở cái vùng da quanh mắt, thì là sẽ làm da của chúng ta sẽ bị thâm hơn. Đó, thì đầu tiên chúng ta và còn nhiều cái yếu tố nguyên nhân khác, thế nên là đầu tiên trước khi mà chúng ta muốn mà mắt của chúng ta đỡ thâm quầng hơn thì chúng ta phải loại bỏ cái nguyên nhân trước đó đã. Đó, cái thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm chuyên cho vùng mắt nhiều hơn để làm sao để cải thiện cái vấn đề thâm quầng và mọng mắt đó. Thì cái việc sản phẩm thì nó sẽ hỗ trợ, và hàng ngày chúng ta cứ dùng hàng ngày, thậm chí là một ngày hai lần mà, thì nó sẽ cũng sẽ hiệu quả hơn, và nó sẽ cải thiện được cái tình trạng da ở cái vùng quanh mắt, làm da của vùng quanh mắt nó sáng hơn và ngăn ngừa được cái tình trạng lão hóa. Và mọi người sẽ thấy là cái bọng mắt ở dưới da ấy là cái tình trạng mà xuất hiện khi mà tuổi tác của mình càng ngày càng lớn thì nó càng ngày càng xuất hiện. Thế nên là chúng ta phải dùng để làm sao để ngăn ngừa được cái tình trạng lão hóa đó, làm cho cái vùng da mắt của chúng ta được trẻ hóa, thì nó sẽ hạn chế tối đa cái việc mà xuất hiện mỡ bọng mắt. Thậm chí là có những người bây giờ là 50-60 đâu có mỡ bọng mắt đâu, tại vì họ rất là chịu khó chăm sóc do ra cái vùng mắt của chúng ta đó. Thế nên là cái việc mà cho dù là điều trị hay không điều trị, thậm chí là cái việc mà chúng ta mà khi mà chúng ta bị thâm á, chúng ta chỉ cần kết hợp với cái việc sử dụng sản phẩm thôi, và sau đó chúng ta ngủ đủ giấc và loại bỏ được những cái nguyên nhân khác, thì vùng mắt của chúng ta tự nhiên sáng lại. Đó, rất nhiều khách hàng của em nhé, rất nhiều khách hàng của em chia sẻ rằng là đợt dịch này này, ở nhà nhiều, thế là ăn ngủ tốt, nhưng mà và kết hợp với sử dụng sản phẩm nữa, vùng mắt của mình tự nhiên sáng lại thôi, vùng mắt sáng hơn, và vùng mắt sáng hơn thì nhìn khuôn mắt của mình tự nhiên là nó tươi trẻ hơn rất nhiều. Đó. Gọi là có sức sống hơn, đúng rồi, đúng có không? Sức sống hơn, đỡ bị mệt mỏi hơn, thì làm cho như kiểu là khuôn mặt thần thái ấy. Đó, và đôi mắt của mình mà nó ở chính giữa trung tâm của mình và chỉ cần nhìn vào thôi, và dường như là đôi mắt mà mọi người nhìn thấy mà đặc biệt nhá, nếu mà mình không chăm sóc, không dưỡng, và đặc biệt là không sử dụng kem dưỡng mắt á, thì làm sao mắt càng ngày sẽ càng nhăn nhiều hơn. Đó, càng nhăn nhiều hơn thì tất nhiên rồi, càng già càng lão hóa nhiều hơn, đúng không ạ? Vậy thì cái sản phẩm kem mắt của Anbi thì có điểm gì đặc biệt không ạ? Rồi, mình thấy rằng nhá, em xin phép chia sẻ nhá. Ban tổ chức có thể cho chị mượn một cái sản phẩm kem mắt không nhỉ? Sản phẩm kem mắt rồi, của mình ạ. Cái kem mắt thì em sử dụng rồi. Thì cái kem mắt ở IMB này thì nó có một cái con ăn. Nó đầu ăn thì nó sẽ dùng cái con ăn đó để massage luôn. Đó, thì chị cho em mượn xíu xem.
đúng không? Đấy, đúng rồi. Đó, thì cái con ăn này nó điều đặc biệt, mọi người em sẽ đã nhìn thấy cái kem mắt nào mà nó có cái con ăn như này chưa? Em chưa nhìn đó. Thấy. Thì thường nhá, đối với những loại kem mắt khác thì nó là có một cái sản phẩm kem mắt chỉ chứa là kem mắt thôi. Và người ta sẽ sử dụng cái con ăn ở bên ngoài, cái thân ăn massage bên ngoài, hoặc là người ta có thể lấy tay người ta tự massage cái vùng mắt. Nhưng mà riêng cái sản phẩm này thì nó hai tích hợp, đúng rồi, có thêm cái con ăn ở đông đây. Và cái kích thước con ăn này thì thứ nhất là nó phù hợp với vùng mắt của chúng ta. Cái thứ hai là nó có bề cong như thế này thì nó sẽ phù hợp với cái vị trí cả ở cái vùng da quanh mắt này. Thế nên là khi mà chúng ta dùng thì nó sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Và nó sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Và cảm giác khi mà chúng ta cái thanh này, cái thân lăn kim loại này khi mà dùng trên da mắt của chúng ta thì cảm giác là nó dễ chịu hơn, nó thoải mái hơn, như kiểu là được thư giãn hơn. Đó, thì căn bản là sử dụng nó khá là thích à. Đó. Đúng, các sản phẩm của IMB thì luôn tích hợp rất là nhiều những cái công dụng đúng không ạ? Và nhanh gọn tiện lợi giống như là phương châm mà chị Phương đã chia sẻ. Ừ đúng đấy chị, phương châm là cái gì cũng phải là tiện này, nhanh gọn này, và thứ mà hai là quả. Nó phải multi, là tích hợp rất là nhiều thứ. Đó, chứ bây giờ chị em này vừa phải mua cái mắt, sau lại phải mua thêm một cái con lăn đấy, thì tự nhiên là nó lại cũng lại khi mà kém hơn đúng không? Đúng rồi. Đó, nó không tiện. Cái sản phẩm này nó tiện hơn. Và đây cũng là một cái sản phẩm rất là đặc biệt của IMB Việt Nam mà chúng tôi mới chia sẻ tới quý vị khán giả đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Và một câu hỏi cuối cùng ạ, bởi vì là quá trời câu hỏi, quá nhiều câu hỏi nha. Câu hỏi cuối cùng nha. Và trước khi chúng ta kết thúc livestream ngày hôm nay, một câu hỏi của bạn Trần Minh Ngọc với số điện thoại là 0964523 4XX, và có gửi câu hỏi về cho hai vị khách mời là cách để chúng ta có thể nhận biết sản phẩm cấp nước cho da. Đây lại chuyên môn rồi, thôi. Chuyên môn này chắc chắn là nhờ thực ra thì nó dễ không ạ? Nó cũng dễ, không có gì cả. Mình cứ hình dung là cái việc mà sản phẩm cấp nước và sản phẩm nó cấp dầu thì nó như thế nào. Sản phẩm cấp nước thì thường là nó sao? Nó lỏng như nước này, hoặc là nó đặc hơn một chút. Và thường là nó sẽ không chứa dầu. Đó, mà khi mà chúng ta massage trên da, chúng ta đưa lấy sản phẩm chúng ta massage trên da này, thì thứ nhất là nó không bị bóng dầu, và cái thứ hai nó thẩm thấu vào trong da rất là nhanh. Không giống như những cái sản phẩm mà chứa dầu, thì khi mà chúng ta thoa đều trên bề mặt da thì cảm giác là da của chúng ta rất là bị bóng và dễ bị bít tắc hơn. Đó, và những cái sản phẩm cấp nước thì thứ nhất là ở dạng, thứ nhất là tinh chất này. Đó, cái thứ hai là ở dạng serum này, cái tinh thứ chất ba serum. Là ampoule này, cái thứ tư là những cái sản phẩm, đây là những cái sản phẩm, ba cái sản phẩm này mà thường là chuyên về nước thôi, chuyên về cấp nước cho da, vì bản chất của nó là sản phẩm thân nước. Ngoài ra thứ tư nữa là có một cái sản phẩm là ở dưỡng ẩm ở dạng gel nữa. Dạng gel ở đây là dạng gel trong suốt và nó chủ yếu là cấp nước cho da thôi. Và cái cuối cùng là một cái mặt nạ. Cái mặt nạ chủ yếu là cấp nước cho da là chính. Và cái mặt nạ mà mọi người vừa chị đã chia sẻ rồi, cái mặt nạ thì thường là nó chứa rất nhiều tinh chất. Và ở đấy là nó có chứa là thân nước nữa. Và cái thân nước nó đặc biệt ở đây là khi mà chúng ta đắp vào cái mặt nạ đó thì cái lớp nước nó sẽ là hydrate hóa lớp sừng trên bề mặt da, làm cho các kênh dẫn trên bề mặt da, trong da của chúng ta giãn nở ra, để cho cái sản phẩm của chúng ta nó dễ dàng đi vào. Mọi người hình dung là khi mà da của chúng ta được đắp mặt nạ thì da sẽ căng hơn, ngậm nước mà nó sẽ căng hơn, và nó dễ dàng tạo ra các kênh dẫn để hóa chất của chúng ta đi vào tốt hơn. Đó quá. Thì đấy là những cái sản phẩm mà hoàn toàn là thân nước. Ngoài ra thì có thêm những cái sản phẩm khác, như ví dụ như ở dạng sữa dưỡng, ví dụ như Essential Emulsion chẳng hạn vậy. Đó là những cái sản phẩm sữa dưỡng mà nó thiên về là thân nước là chính. Tất nhiên là nó vẫn có một chút dầu, nhưng mà nó thiên về cấp nước cho da nhiều hơn. Đó, và ở đây thì nó thiên về cấp nước và nó sẽ cung cấp dưỡng chất cho da nhiều hơn nữa. Đó, và khi mà da mà bị khô á thì hoàn toàn có thể sử dụng thêm những cái sản phẩm đó để làm sao để vừa là đặc biệt là trong cái làm việc trong cái môi trường điều hòa, hoặc là khi mà chúng ta ngủ trong môi trường điều hòa, để tránh da khô thì chúng ta vừa là cấp nước này, vừa có một chút dầu để làm sao cho khóa ẩm ở trên bề ngoài, để làm sao tránh da bị mất nước. Đó. Thì đấy là những cái sản phẩm mà cách nhận biết. Thứ nhất là dạng bào chế của nó này. Cái thứ hai là khi mà chúng ta test thử trên da thì nó thấm nhanh hơn. Đó, và nó không bị bóng lắm thì nó là những là sản phẩm. Như vậy thì chị Vương thấy rằng là những cái sản phẩm của IMB hầu như là đều là cấp nước hết. Đặc biệt là cái bộ đánh thức thanh xuân này á, thì nó từ cái toner này hay là cái serum này hay là emotion thì
nó cũng đúng như là tiêu chí mà bác sĩ Hải có nói. Và thực sự là rất nhiều các bạn nhé, khi mà dùng serum của Anbi đó thì đều có một cái phản, tức là một cái phản hồi chung ấy là cái sản phẩm này nó thẩm thấu rất nhanh. Và tức là serum, tức là nó thẩm thấu rồi nhé, em sẽ không thấy nó bóng nhờn nhưng lại thấy nó rất là mướt. Tức là nó vẫn rất là mịn này, rất là mướt này, nhưng nó lại không hề gây cái sự gọi là bóng dầu cho mọi người một chút nào. Tại vì nó thấm vào trong da, bởi vì là nó làm cho da nó căng mướt hơn. Thiết kế rất là đẹp, rất ấn tượng với cả thiết kế. Đó, thì khi mà đây, ví dụ mình xoa đây, thì chỉ là một lúc thôi thì em sẽ thấy là nó căng bóng. Nó sẽ rất là căng bóng. Nó thẩm thấu vào trong da, nên là nó ngậm nước và nó làm cho da căng hơn. Đấy, đấy, tức là chị cũng rất là thích luôn, mỗi lần mà... tức là thoa serum xong là mình sẽ cảm thấy rằng là da của mình tự dưng là ủa nó cũng bóng mịn đi, đẹp hơn rất là có nhiều. Có dùng thì vẫn khác chứ. Đó, có dùng vẫn khác đúng không? Đấy, đúng tức là mình sẽ cảm thấy rằng là nó sẽ rất là mướt luôn. Đó, chứ nó lại không có cái cảm giác là dầu. Thẩm thấu rất là nhanh. Và với câu hỏi này của bạn Trần Minh Ngọc thì chúng tôi cũng xin được gửi tặng bạn đó là một phần quà kem dưỡng Whitening and Anti Aqua Cream hỗ trợ làm mờ vết nhăn và bảo vệ da khỏi những dấu hiệu của sự lão hóa. Một lần nữa xin được chúc mừng bạn Trần Minh Ngọc với món quà của chương trình ngày hôm nay. Và vừa rồi thì chúng tôi đã gửi 5 câu hỏi ngẫu nhiên của các quý vị khán giả gửi tới cho các khách mời của chương trình. Và mặc dù chúng ta đã livestream được gần 2 tiếng đồng hồ rồi, tuy nhiên thì đến bây giờ vẫn có rất nhiều các bạn khán giả comment là tôi sẵn sàng nhận quà. Vậy thì không biết là chúng ta còn món quà nào gửi tới bạn với những cơ hội hợp tác cùng Andy thì sao ạ? Nhiều ôi nhiều quà quá nhỉ. Thì vẫn có rất nhiều quý vị khán giả comment tôi sẵn sàng nhận quà. Giờ chị Phương còn quà nào gửi tới quý vị khán giả không ạ? Thu là hết rồi ạ. Thu là hết rồi. Thu với anh Hải là hết rồi, bây giờ còn mỗi chị Phương thôi ạ. Có món quà nào gửi tới cho các quý vị khán giả đang xem livestream ngày hôm nay với những cái cơ hội hợp tác riêng với cả Andy không ạ? Thì hôm nay cũng là một cái ngày rất là vui. Các chị em đã theo dõi mà chị Vương cảm thấy bây giờ vẫn còn hơn 1.000 mắt like vẫn đang tiếp tục. Mà 2 tiếng đồng hồ. Thì cũng nghĩ rằng là với một cái tình yêu và một cái sự kiên trì và ủng hộ với Anbi thế này thì chắc chắn rằng là sẽ phải có một cái sự đáp lễ nào đó đến với tất cả mọi người, có đúng không? Thế thì chị Vương nghĩ rằng là ngày hôm nay thì mình sẽ có 2 cái món quà. Cái món quà đầu tiên là dành cho những khách hàng muốn trải nghiệm sản phẩm của Anbi Việt Nam, có đúng không ạ? Bởi vì là với chị Phương nghĩ rằng là trước khi bạn kinh doanh một cái gì đó thì bạn phải là một cái người trải nghiệm nó đã, đúng không? Bây giờ mình không hiểu về nó, mình chưa trải nghiệm nó thì làm sao mà mình kinh doanh và nó được, đúng không em? Quan trọng là khi mà mình sử dụng cái sản phẩm đó thì mình cảm nhận được hiệu quả của sản phẩm như thế nào. Và khi mà mình chia sẻ với mọi người thì chia sẻ rất là thật, tại vì mình cảm nhận như thế nào thì mình chia sẻ như thế, thì cảm giác là nó hiệu quả hơn và nó có sự lan tỏa hơn, tốt hơn. Đấy, đó. Chính vì vậy mà món quà đầu tiên gửi tặng tới tất cả các khán giả đang theo dõi livestream ngày hôm nay thì các bạn nếu như mà tận dụng trong cái livestream này để sử dụng những sản phẩm của Anbi Việt Nam thì tức là giá nó đã rẻ rồi, bây giờ lại còn được ưu đãi hơn. Ví dụ nhá, ví dụ như là cái hộp mặt nạ của Anbi Việt Nam. Đó, mặt nạ nhau thay cừu ở đây thì một hộp như thế này thì cái giá bán lẻ hiện tại mà Anbi đang bán ở ngoài thị trường là 490.000 một hộp. Đó. Thế thì là trong cái livestream này thì nếu như mà quý vị khán giả mua một combo, tức là 5 hộp, thông thường là các bạn vẫn hay mua là 5 hộp thì mình có thể sử dụng trong vòng khoảng tầm là 5 hộp trong mình cũng khoảng tầm dùng là khoảng 2 tháng. Khoảng tầm 2 tháng thì nó mới có đủ một cái thời gian để mình có thể là tái tạo lại làn da của mình. Vậy thì với 5 hộp sản phẩm này nếu như giá lẻ bình thường thì công ty sẽ bán là 2.450.000. Đó, 2.450.000. Thì trong cái livestream này thì lập tức là gì? Hỗ trợ ngay cho khách hàng giá chỉ còn là 1.650.000 thôi. 1.650.000. Đó. Tức là ưu đãi luôn khoảng 800.000 gì đó. Đó, thì chúng ta sẽ comment là gì để mua sản phẩm này ạ? Comment luôn ạ. Comment luôn đúng không ạ? Chưa bao giờ được dạng ưu đãi như chưa bao giờ ưu đãi thế đấy ạ. Thế thì chúng ta sẽ comment là cú pháp là gì ạ? Cú pháp số điện thoại. Số điện thoại cộng với combo mặt nạ. Số điện thoại combo mặt nạ. Đó thì ngay trong cái livestream này đó, và Phương sẽ dành tặng cho các bạn có một cái cơ hội để sử dụng mặt nạ thay nhau thay cừu. Vừa nãy thì Thu Hà có hỏi rằng là best seller của sản phẩm của Anbi Việt Nam là cái gì, thì thực sự là nếu như tính về con số nhá, sản phẩm nào cũng rất là tuyệt, nhưng nếu về con số thì mặt nạ nhau thay cừu vẫn là best seller của số lượng nhiều nhất của Anbi luôn, rất nhiều luôn. Và đây cũng là cái sản phẩm linh hồn của Anbi Việt Nam đó, từ mà chỉ trong livestream ngày hôm nay từ ngày đầu tiên, đúng rồi, từ ngày đầu tiên, năm nay là năm thứ 6 rồi, em phải tưởng tượng 6 năm ở trên thị trường mà nó được nhiều người yêu mến đến như vậy thì thực sự là nó vô cùng là giá trị. Vậy thì ngày hôm nay trong livestream này, khách hàng khi mà sử dụng một cái combo 5 hộp mặt nạ thì ngay lập tức giá không còn là 2.450.000 nữa mà chỉ còn là 1.650.000 mà thôi. Đó,
free ship luôn. Hà Thu đã comment rồi ạ. Comment rồi đúng không ạ? Thì đó chính là một cái món quà mà Phương muốn dành tặng cho tất cả các khách hàng. Đầu tiên là sự trải nghiệm. Cái sự trải nghiệm thứ hai nữa thì là cũng giống như là những cái sản phẩm mà đầu tiên là cấp nước đúng không ạ? Thì cái bộ đánh thức thanh xuân là một trong những cái sản phẩm cũng rất là tuyệt vời của Anbi Việt Nam, vì nó tích hợp rất là nhiều từ toner để có thể giúp cân bằng da, sau đó đến Ampo là một cái tinh chất dưỡng có thể tái tạo và cung cấp cái độ ẩm cho làn da rất là tốt, rồi có Emotion là một cái sữa dưỡng và cream đó, một cái cream nữa, và thêm nữa đó chính là cái kem dưỡng mắt nữa. Một bộ 5 sản phẩm chăm sóc toàn bộ. Bộ này chị Phương sử dụng thì nó rơi vào khoảng tầm là được 5 tháng. Khoảng 5 tháng chúng ta mới dùng hết một cái bộ nha, bởi vì là nó nhiều lắm. Dùng mỗi ngày buổi tối và buổi sáng chỉ có một chút xíu thôi. Vậy thì với cả một bộ sản phẩm SOA Vitalizing này thì giá bán lẻ trên thị trường hiện nay công ty đang bán là 3.600.000 đồng với một cái combo tất cả 6 tháng. Đúng rồi, 3.600.000. Thì trong cái livestream ngày hôm nay, thì toàn bộ cái combo này bao gồm có 5 sản phẩm đó, từ serum, rồi là toner, emotion, cream và ice cream, thì cái giá duy nhất trong livestream này thì lại sẵn sàng rồi ạ. Thì nó chỉ còn có sẽ không phải 3.600.000 nữa mà chỉ còn là 2.740.000 mà thôi. 2.740.000. Rồi, dùng trong 5 tháng. Thì 5 tháng vị chi là bao nhiêu ngày nhỉ? 150 ngày nhỉ? Ôi, chính ra 2 triệu 7 chia ra chỉ có mấy chục nghìn một ngày thôi. Đó. Thì cũng duy nhất trong cái livestream ngày hôm nay là trừ luôn về cái giá trực tiếp trong cái giá thành của sản phẩm. Đó, free ship tận nhà luôn. Cú pháp lại là gì ạ? Cú pháp vẫn là số điện thoại cộng với đánh thức thanh xuân. Được chưa nào? Thì đó chính là đầu tiên là Phương nghĩ rằng là các bạn sẽ cần phải trải nghiệm cái sản phẩm trước đã. Trải nghiệm và khi mình cảm thấy rất là yêu rồi, giống như bác sĩ Hải này, yêu Anbi rồi đúng không? Đó. Nhưng mà em là fan của Anbi rồi thì có được comment được không ạ? Được. Được. Chưa bao giờ mua được một cái bộ sản phẩm mà giá ưu đãi đến như vậy. Ưu đãi luôn đi, thực sự nó quá ưu đãi luôn, có 2.700.000 thôi mà dùng 5 tháng, và thực sự là nó cũng tương tự với những cái giá cả rất là bình thường với những bộ sản phẩm khác, mà đây thì sản phẩm nó còn nhập khẩu chính ngạch 100% từ Hàn Quốc, made in Korea chuẩn luôn. Chứ không phải công nghệ chai lọ gì đâu nhá. Đấy, chị Vương khẳng định một lần nữa là như thế. Thế còn là với các bạn là kinh doanh thì cái câu chuyện kinh doanh thì nó cũng là một câu chuyện đường dài. Với Anbi nó cũng không phải là 1-2 ngày bạn có thể trở thành một cái người bán hàng cừ khôi. Thì cái đó thì cái việc kinh doanh làm giàu nhanh chóng thì chị Vương chưa bao giờ hứa với ai một cái điều đó cả. Chỉ hứa rằng là khi mà các bạn đến với cả Anbi Việt Nam, khi mà hợp tác một con đường lâu dài thì chắc chắn là Anbi sẽ cung cấp và trao đi cho các bạn những cái kiến thức này, những cái tư duy này, những cái kỹ năng này đó, và toàn bộ cái bộ công cụ đó sẽ là Anbi trao hoàn toàn. Và đặc biệt là ví dụ như là đối với một bạn kinh doanh thì bao giờ chúng ta cũng cần phải có một cái vốn ban đầu để khởi nghiệp. Thì vốn ban đầu của Anbi thì Anbi thường đưa ra một cái mức vốn là 10.800.000 đồng cho một cái mức là đại lý khởi nghiệp, và 17.600.000 đồng cho một cái mức là đại lý kinh doanh. Vậy thì đương nhiên là cái số tiền đầu tư khác nhau thì cái không gian lợi nhuận nó cũng sẽ khác nhau. Các bạn sẽ được nhập hoàn toàn tất cả những cái sản phẩm này về và được công ty đào tạo bài bản 100% tất cả. Đó, đào tạo tất cả luôn từ A đến Z luôn. Đó. Thế thì trong ngày hôm nay đây là một cái cơ hội hỗ trợ gọi là các bạn có thể là gì tập tành kinh doanh một chút. Đầu tiên là với tất cả các sản phẩm này. Đó thì công ty R&B trong ngày hôm nay sẽ hỗ trợ 50% vốn luôn. Tức là bây giờ sẽ không phải 10 triệu 8 mà 5 triệu 4 thôi. Tức là em tưởng tượng 5 triệu 4 ấy thì nó không khác gì em mua một bộ mỹ phẩm để em dùng. Đúng không? Em mua về một em dùng. Thế nhưng mà em dùng xong thì nó cũng hết. Nhưng mà ở đây là với cái 5 triệu 4 đấy em sẽ được tặng một cái combo đào tạo, tất cả những cái chương trình đào tạo của Anbi luôn. Đó, và được cấp những cái chứng chỉ gọi là tham gia cái lớp học tập của Anbi. Được chưa nào? Chương trình làm đẹp và khởi nghiệp tại nhà đấy đúng không? Chính xác. Đó thì Anbi sẽ hỗ trợ luôn 50% vốn, tức là bây giờ không phải 10 triệu 8 nữa mà chỉ cần có 5.400.000 đồng thôi. Em sẽ được tham gia hoàn toàn tất cả những cái công việc này. Ngày hôm qua chị Phương vừa mua một khóa học nhé, một khóa học phát triển bản thân, giá là 10.830.000. Tức là chỉ được đi học thôi, học để phát triển bản thân mình thôi. Hôm qua vừa mới chuyển khoản lúc đúng 23 giờ 53 giờ 51 phút tối ngày hôm qua.
và mình nghĩ rằng mình phải đầu tư phát triển bản thân mình. Thế là một khóa học đó thôi thì đây không khác gì là một khóa học cả, nhưng mà lại vừa có sản phẩm, vừa được đào tạo, vừa được làm tất cả mọi thứ, vừa mở ra một cơ hội kinh doanh đó. Thì Amri sẽ hỗ trợ luôn 50% vốn. Và thứ hai nữa là với những cái bạn mà tham gia ở cái mức đại lý kinh doanh, là vốn dĩ ban đầu là cái vốn đầu tư của mình sẽ là 17.600.000 đồng, thì ngày hôm nay cũng sẽ được là gì, hỗ trợ 50% vốn luôn, tức là khởi điểm chúng ta chỉ có 8.800.000 đồng thôi. 8.800.000 đồng, và chúng ta sẽ được, đương nhiên là nhận được tất cả những cái sản phẩm mà chúng ta sẽ được lựa chọn. Và ngoài ra thì riêng đối tượng này nhé, riêng đối tượng này thì Phương sẽ gửi tặng luôn một combo, tức là một emotion và một toner. Tức là để rất là riêng emotion và toner thì các bạn không phải bỏ vốn ra nhá, và sẽ được công ty tặng luôn. Trên màn hình đấy đúng không ạ? Đúng rồi, à chính xác. Hồng và sữa dưỡng. À đúng rồi, ui rồi, công nghệ cao quá nhỉ. Chứ mà còn chưa nhìn thấy luôn. Hình ảnh minh họa đúng rất là đẹp. Thì cái combo này thì nó có trị giá là 1.210.000 đồng. Đó, thì nếu như các bạn tham gia ngay trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhận được cái combo đó. Và nhớ rằng là cái gì quý nó cũng quý, cũng hiếm, mà hiếm nó cũng quý. Nên là phần quà này Phương sẽ dành cho 99 bạn. 99 bạn. Đúng rồi, 99 bạn chúng ta sẽ thực hiện một cái yêu cầu. Đây, Phương sẽ gửi cái yêu cầu đó vào trong một cái nhóm chung của công ty nhá. Các bạn sẽ chuyển khoản, đầu tiên là chúng ta sẽ chuyển khoản. Thứ hai đó là chúng ta sẽ điền vào cái đường link đăng ký. Công ty sẽ có một cái đường link đăng ký, và 99 người đăng ký nhanh nhất, chuyển khoản nhanh nhất theo cái đường link đấy, nó sẽ tính từng giây một luôn. Thì chúng ta sẽ được nhận cái combo món quà này từ Anbi Việt Nam. Được chưa nào? Phương sẽ gửi cái đường link đăng ký nhé. Gửi cái đường link đăng ký này đến tất cả các bạn. Sau đó thì các bạn chỉ cần là gì ạ? Tóm lại bây giờ chuyển khoản trước đi đã. Đúng không? Chuyển khoản trước, sau đó thì điền vào link đăng ký luôn. Sau khi điền vào link đăng ký xong thì bản thân công ty sẽ tổng hợp và tìm ra 99 người nhanh nhất này, may mắn nhất, ra quyết định nhanh nhất. Phương nghĩ rằng là tiền thì yêu tốc độ các bạn ạ, đúng không? Mọi thứ yêu tốc độ, đúng không ạ? Tiền cũng yêu tốc độ, sự thành công cũng yêu tốc độ. Nếu như ngày hôm nay bạn dám quả quyết và ra một cái quyết định trong cuộc đời của bạn ngay trong cái thời khắc này thì chắc chắn là sự chiến thắng sẽ dành cho chúng ta. Đúng không nào? Thế thì Phương vừa mới gửi cái đường link đăng ký vào trong nhóm cho tất cả các bạn rồi, cũng đã ghim lên cái livestream này rồi. Thì các bạn cứ đăng ký vào cái đường link đó, và nhớ rằng chỉ có 99 người. Và theo dự đoán của chị Phương nhé, theo dự đoán của chị Phương ấy, kinh nghiệm của chị Phương ấy trong năm qua thì sẽ không đầy 5 phút. Không đầy 5 phút đâu các bạn ạ. Thì cái đường 99 người này sẽ phun luôn ấy, sẽ phun luôn đấy. Đó, chính vì vậy mà ngay từ thời điểm này nhá, các bạn sẽ gửi đường link luôn, các bạn sẽ chuyển khoản luôn, và 99 người này sẽ nhận được cái món quà trực tiếp là từ Ami Việt Nam, sẽ chuyển về tận nơi cho các bạn. Bởi vì trên cái đường link này cũng có đăng ký về họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhận quà luôn. Công ty sẽ căn cứ vào cái địa chỉ này để gửi cho các bạn. Đó. Thì cũng nhiều vết rồi nhỉ. Đấy, quá trời nhiều. Tình cảm yêu mến của các quý vị khán giả đang theo dõi livestream ngày hôm nay dành cho Ami Việt Nam. Và chúng tôi thì cũng đã livestream được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Wow. Và đến bây giờ vẫn còn hơn 1.000 mắt xem. Chúng tôi là những fan hâm mộ rất là cuồng nhiệt của Ami Việt Nam, và không có lý do gì mà chúng ta lại không tổng kết chương trình mini game ngay bây giờ để trao tặng những món quà đặc biệt cho quý vị khán giả. Với phần quà đầu tiên ạ, cũng chính là cái phần bốc thăm đầu tiên của chị Phương, chính là thỏi son, thì chúng tôi xin được gửi tặng cho những vị khán giả comment nhanh nhất với đáp án chính xác nhất. Xin được chúc mừng nick Facebook của chị Nguyễn Thị Tường ạ. Nguyễn Thị Tường An với số điện thoại là 0961242XX. Xin được cảm ơn chị Tường An. Xin được chúc mừng nick Facebook Thơm Khương ạ, với số điện thoại là 0962932XX. Xin được chúc mừng bạn Huynh Machiato với số điện thoại 0966941 5XX. Vâng ạ, xin được chúc mừng các vị khán giả đầu tiên nhận được phần quà là những thỏi son đến từ Anbi Việt Nam. Phần quà tiếp theo chúng tôi xin được chúc mừng các vị khán giả đã lựa chọn đúng sản phẩm, đó là dưỡng mắt với phần mô tả của bác sĩ Hải. Xin được chúc mừng vị khán giả Thùy Bùi ạ, với số điện thoại là 0819625 5XX. Xin được chúc mừng bạn Linh Nguyên với số điện thoại là 0985792XX. Xin được chúc mừng bạn Hiền Minh với số điện thoại 0966806767XX. Và chúng tôi sẽ được gửi tặng món quà này trực tiếp đến cho tất cả các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cả phần quà xịt khoáng.
Xin được chúc mừng bạn khán giả với số điện thoại 037 507 23XX. Xin được chúc mừng bạn Linh Nguyên. Wow. Tiếp theo xin được chúc mừng bạn Hà Hòa và số điện thoại 0968968 2XX. Xin được chúc mừng bạn Nguyễn Ánh Tuyết và số điện thoại 0973846 9XX. Và đó chính là ba vị khán giả nhận được phần quà là xịt khoáng của chúng tôi. Phần quà tiếp theo, phần quà thứ tư với sự mô tả đến từ bác sĩ Hải, đó chính là kem chống nắng, một sản phẩm không thể thiếu trong mùa hè. Và chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng tới các vị khán giả với số điện thoại 0986147 3XX, nickname là Nguyễn Hương. Xin được chúc mừng bạn Gina Trinh với số điện thoại là 0357597 XX. Và cuối cùng xin được chúc mừng bạn Linh Nguyên với số điện thoại 0375072 3XX. Và phần quà cuối cùng, phần quà mặt nạ. Wow. Và đây chính là sản phẩm best seller đấy đúng không ạ? Chúng sản phẩm này cũng sẽ chỉ thuộc về ba vị khán giả comment nhanh nhất, và đó chính là bạn Trần Thu Hiền với số điện thoại 0176738 77XX. Xin được chúc mừng bạn Giang Quân với số điện thoại 0353672X. Và cuối cùng bạn khán giả may mắn Linh Nguyên với số điện thoại 0375072 3XX. Và đó chính là 15 bạn khán giả may mắn đã nhận được quà ở phần mini game ạ. Ôi, chúc mừng cả nhà nhé. Chúc mừng mọi người. Và không biết là để khép lại chương trình livestream ngày hôm nay thì chị Phương cũng như bác sĩ Hải có điều gì nhắn gửi tới cho các quý vị khán giả đang theo dõi livestream không ạ? Xin mời chị Phương ạ. À, chị Phương trước ạ. Dạ. Điều đầu tiên thì vẫn là một lời cảm ơn tới tất cả các quý khán giả, tất cả các đại lý của Anbi Việt Nam đã dành một cái sự ủng hộ và theo dõi hơn 2 tiếng đồng hồ liên tiếp trong cái livestream ngày hôm nay. Thông điệp cuối cùng Phương muốn chia sẻ với tất cả các bạn đó chính là cơ hội thì có rất là nhiều trong cuộc đời của chúng ta, và cái quan trọng là chúng ta sẽ nắm bắt được nó. Bạn nắm bắt được bao nhiêu cơ hội, bạn hành động bao nhiêu vì nó, cái đó mới tạo ra cái kết quả cho chính bạn. Phương tin rằng những buổi livestream ngày hôm nay có thể bạn cũng đã nghe nhiều, không có thể không phải từ A&B mà cũng có thể từ một vài những cái kênh thông tin khác. Nếu như bạn đã từng bỏ lỡ, nếu như bạn đã từng cảm thấy rằng là rụt rè, nếu như bạn đã từng rất là ngập ngừng trước một quyết định nào đó, thì khoảnh khắc bạn ra quyết định, số mệnh của bạn sẽ được hình thành. Đây là cái câu nói truyền động lực cảm hứng cho Phương vô cùng. Cái tất cả cuối cùng là cái ra quyết định của chúng ta. Và Phương chúc cho tất cả các bạn hãy có những quyết định nhanh nhất, sắc bén nhất trong cuộc sống, để có thể tạo ra được những cái thành quả tuyệt vời cho chúng ta. Và tuyệt vời hơn nữa, Phương hạnh phúc nếu như được đồng hành với những quyết định của các bạn khi được lựa chọn A&B là nơi có thể chắp cánh cho những cái ước mơ trở nên đẹp hơn, giàu có hơn, thành công và hạnh phúc hơn. Phương nguyện sẽ đồng hành với tất cả các bạn. Với hôm nay thì không chỉ có những phần quà mà A&B gửi tặng cho các quý vị khán giả đang theo dõi livestream, mà chúng tôi tin rằng là những cơ hội kinh doanh mà chị Phương vừa chia sẻ cũng sẽ là những điều vô cùng quý giá, đặc biệt là trong cái thời đại Covid-19 như này, đúng không ạ? Em thấy đây là cơ hội mà em thấy mà bây giờ các bạn kinh doanh online mà bây giờ còn giàu hơn em nữa. Giàu hơn em, giàu hơn gì? Thế nên là mọi người hãy tranh thủ tận dụng cơ hội này, đúng không? Thì đặc biệt ở đây mình muốn nhắn nhủ ở đây là khi mà mọi người chăm sóc dưỡng da thì mọi người hãy chăm sóc da, thứ nhất là càng sớm càng tốt. Thứ hai là lựa chọn được cái sản phẩm chăm sóc da mà phù hợp với da của mình nhất. Đó, chứ không phải là chạy theo cái xu hướng hay là chạy theo thấy người này dùng đẹp hay là thì mình cũng dùng. Thì đôi khi là những cái sản phẩm người ta dùng đẹp tại vì người ta hợp thôi. Đó, chứ chưa chắc đã hợp với da của mình. Đó, và cuối cùng là vẫn là mọi người phải làm sao? Phải chịu khó và quan tâm chăm sóc cái làn da của chúng ta. Đó, đừng để mà đôi khi là đối với bản thân mình nhá, cho dù là về muộn đến mấy đi chăng nữa thì thậm chí là về chốc nữa là về 1-2 giờ đêm này, nhưng mà mình vẫn cố gắng là mình chăm sóc da, làm sạch này, dưỡng da để làm sao luôn có một làn da tươi trẻ. Đó, mà mọi người chú ý rằng nhan sắc của chúng ta là một tài sản riêng tư quý giá, đúng không? Nhưng mà nó không tồn tại vĩnh viễn. Đó, chính xác. Thế nên là chúng ta phải quan tâm và chăm sóc nó. Đó, để nói chung chúng ta luôn có một làn da tươi trẻ và mịn màng hơn, đẹp nhất có thể. Và mọi người thấy rằng là làm đẹp rồi đúng không? Làm đẹp thì như vừa ấy mình đã chia sẻ rồi thì sẽ làm sao? Thành công hơn, mọi thứ thành công hơn, cuộc sống sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn. Thì chúc mọi người luôn có một nhan sắc luôn tươi trẻ. Và như có một câu nói là đầu tư cho làm đẹp thì không bao giờ lỗ, đúng không? Đầu tư cho bản thân, đúng không rồi. Bao giờ lỗ đầu cả. Tư cho làm đúng đẹp, rồi. Đầu tư cho bản thân sẽ không bao giờ lỗ cả. Nên là chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp nhá. Yeah. Mọi người giúp cho chị Phương một chút là cho chị chụp bức hình nhá. Chụp bức hình thật là đẹp nhá. Các bạn sẽ chụp một cái màn hình giúp cho chị Phương nhá, được không nào? Ok. Chị sẽ chọn một cái sản phẩm nào đó, chúng mình mỗi người cầm một cái sản phẩm yêu thích nhất đi. Ví dụ chị rất là thích sản phẩm serum. Chúng em ta sẽ kem chống nắng. Em thích kem chống nắng. Kem chống nắng này. Nhưng mà thôi không sao thì chúng ta cùng cầm. Thì rất là thiết thực cho mùa hè đúng không ạ?
1, 2, 3, chi. Ok, cảm ơn mọi người. Đó. Nếu thay mặt cho các quý vị khán giả đang theo dõi livestream ngày hôm nay thì xin được cảm ơn chị Phương và bác sĩ Hải đã dành thời gian vô cùng quý báu của mình hơn 2 tiếng đồng hồ để chia sẻ rất nhiều những thông tin hữu ích và những cơ hội kinh doanh tuyệt vời sẽ cho các quý vị khán giả đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Và không biết là chị Phương và bác sĩ Hải có hứa rằng là chúng ta sẽ còn quay trở lại với rất nhiều những livestream tiếp theo dành cho các quý vị khán giả không ạ? Hứa chứ. Hứa không ạ? Chị Phương hứa mà. Chị Phương thì livestream hàng ngày rồi. Chị Phương livestream hàng ngày. Anh Hải có hứa không ạ? Chắc chắn là hứa rồi. Chỉ là mọi người chỉ là mong muốn đẹp thì bác sĩ Hải sẽ cùng mọi người đồng hành cùng mọi người để mọi người luôn có một làn da đẹp nhất có thể. Yes. Còn với Ami thì luôn hy vọng rằng là các quý vị khán giả sẽ đồng hành cùng với chúng tôi trong những livestream tiếp theo để chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ lan tỏa những giá trị tuyệt vời hơn nữa trong cuộc sống này. Một lần nữa xin được cảm ơn các quý vị khán giả đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn vào ống kính máy quay và cùng gửi lời chào tạm biệt tới các quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi vẫn không lo sợ. Bước trên con đường tìm giấc mơ mà chẳng thấy lối đi. Biết không xinh đẹp nhiều lắng lo, tôi khóc bao đêm dài. Biết đi đâu tìm màu bức tranh cuộc đời bao khát khao. Sao tôi hạnh phúc khi đến An Biên, giật mình nhìn thấy nụ cười đổi thay và một ngày mai tự tin quên nhan sắc mai. Yêu An Biên.